Trước khi vào video, kính xin các bạn cho S một like và một đăng ký kênh Góc Động Lực, thúc đẩy S ra nhiều video hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Vốn là thiên tài thánh tử có hy vọng phi thăng lên thượng giới nhất của tông môn, bây giờ lại cam nguyện quỳ gối trước chấp pháp điện, thỉnh cầu trưởng lão hủy bỏ tu vi, đem ta trục xuất tông môn, chỉ vì kiếp trước ta, vì ngăn cản khí vận chi tử luyện hóa phương thế giới này, thành pháp bê danh định nhân của toàn bộ thế giới, cùng thiên mệnh chi tử tranh đấu ngàn năm, nhưng cuối cùng không chết ở trong tay hắn, nộp lại đại chết giới kiếm của vị sư tôn ta tín nhiệm nhất. Cho đến một khắc ta ngã xuống này, ta cuối cùng cũng hiểu, thiên mệnh không thể trái. Như vậy có lẽ cũng rất tốt. Thiên đạo lại cho ta cơ hội một lần nữa sống lại, mà ta chỉ muốn rời xa giới tu sĩ ngươi lừa ta gạt này. Là một phàm nhân, Trần Bì, ngươi có biết sai? Sư huynh, ngươi liền nhận sai đi. Ngươi lần này phạm sai đủ để bị trục xuất sư môn. Ngươi yên tâm, chỉ cần nhận sai, sư tôn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Đúng vậy, Trần sư huynh, chúng ta biết ngươi cũng không phải cố ý. Nghe hai bên thanh âm sư đệ nhào nhào thuyết phục, Trần Bì ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, ngưng mắt liếc nhìn chung quanh, chỉ là cái nhìn này liền để đám người cảm giác lông tơ run rẩy tê cả da đầu. Ta nhận sai. Được, nếu ngươi đã nhận sai, nghĩ đến những công lao trong quá khứ của ngươi, lần này ta liền phạt ngươi đi ngộ đạo sơn hồi lỗi một năm. Nghe là hiểu được là đi ngộ đạo sơn nghỉ ngơi một năm. Trần Bì sửng sốt một chút. Ở kiếp trước hắn không nhận sai, hắn bị xử phạt trong Tử Tiêu Thần Lôi, trọn vẹn sau nửa năm mới có thể khôi phục tu vi, thậm chí tu vi còn tụt xuống. Sư huynh, quá tốt rồi. Sư huynh, huynh làm sao vậy? Liễu Như Yên một mặt không thể tin nhìn xem Trần Bì. Từ nhỏ đến lớn, sư huynh đều đối với nàng vô cùng sủng ái, vô luận nàng muốn làm gì, hắn đều đáp ứng. Vậy mà bây giờ lại hất tay của nàng ra. Chấp pháp trưởng lão, ta giết hại đồng môn, tông môn đệ tử hiện tại không để ý, dựa theo môn quy nên hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Ngài như vậy che chở ta, đem môn quy đặt chỗ nào? Nghe được lời này, mọi người đều chấn kinh. Thế mà còn có người tự xin bị xử phạt. Đệ tử sớm đã chán ghét giới tu sĩ chém chém giết giết, lần này là đệ tử sai, còn xin trưởng lão phế bỏ tu vi của đệ tử. Hồ nháo, Trần Bì, tông môn niệm tình người thiên tử bất phàm, lần này cũng không phải người cố ý hành động, lúc này mới xử phạt nhẹ nhàng, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng vậy à, sư huynh, ngươi đừng vô lý như thế nữa, mau cùng chấp pháp trưởng lão nhận sai. Tiểu Vũ, những gì ngươi gây nên không liên quan đến ta. Đệ tử cũng không phải cố tình gây sự, ta hiện tại chỉ muốn làm một phàm nhân. Làm sao lại thế? Thánh tử làm sao lại nguyện ý làm một phàm nhân? Hắn là thiên tài có cơ hội phi thăng nhất trong ngàn năm qua. Lần này không phải là làm an ủi thánh tử mới khiến cho hắn thất vọng đấy chứ? Khẳng định là oan uổng, thánh tử là ai chúng ta còn không biết sao? Cho dù là những đệ tử của thế lực khác hắn đều sẽ cứu, huống chi là người của tông môn chúng ta. Nghe đám người nghị luận, Tiêu Vũ tâm đầu run lên, hắn không nghĩ tới Trần Bì ở tông môn hy vọng cư nhiên lại cao như thế. Sư điện, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ trả lại trong sạch cho ngươi. Việc ngươi rời tông môn cũng không thể nhắc lại, nếu không tay nhạc trưởng lão nhất định thất vọng đối với ngươi. Sư tôn bên kia ta cũng sẽ tự mình đi nói. Bất quá còn xin chấp pháp trưởng lão tin tức ta muốn rời tông thượng bẩm lên, hậu quả hết thầy ta đều gánh chịu. Đại sư huynh, ngươi không thể đẩy sư tôn vào thế lưỡng nan chi địa. Ngươi về sau cũng không cần xưng hô đại sư huynh với ta. Ta không xứng. Dứt lời, Trần Bì hướng thẳng đến Tư Quá Nhai mà bay đi, để lại đám người sững sờ tại chỗ. Tịch Nguyệt, ngươi xem một chút đồ đệ ngươi dạy rời khỏi tông môn. Đây là hắn có thể nói ra sao? Việc này ta sẽ điều tra rõ ràng, trả lại một cái trong sạch cho hắn. Điều tra là có thể giải quyết sao? Nếu không phải ngươi tự mình đem hắn đưa đi chấp pháp đường, nếu không phải hắn thất vọng đối với sư tôn kỳ yêu, hắn sẽ nói ra loại lời này sao? Đúng vậy, người của Thanh Vân Kiếm Tông, ai không biết Trần Bì đối người vô cùng kính trọng, thậm chí mệnh lệnh tông chủ ở trước mặt người đều không là gì. Hắn là hạng người gì, người không rõ ràng sao? Tịch Nguyệt trầm mặc. Đúng vậy, nàng rõ ràng nhất Trần Bì là người thế nào, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện thế này. Ta lúc ấy chứng cứ vô cùng xác thực, còn có Như Yên làm chứng, cái này còn có thể là giả sao? Là người đem ta đưa về nơi này. Đúng vậy, ở kiếp trước ngươi lẻ loi một mình đối mặt khí vận chi tử, đều có thể kiên trì mấy ngàn năm. Hiện tại ngươi chỉ cần tước đoạt khí vận của hắn, đều có thể ngăn cản trận thiên địa đại kiếp này. Hắn tiêu vũ phi thăng, đem toàn bộ thiên địa luyện hóa, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ sư tôn ngươi cùng những sư muội sư đệ kia sao? Bọn hắn cuối cùng chết rất thảm, ngươi nhẫn tâm để bi kịch lại phát sinh một lần sao? Ngươi đã là thiên đạo, hẳn là phải biết bọn họ đã làm gì với ta. Ngươi cảm thấy bọn họ để mặc cho hắn xuất thủ sao? Thiên đạo trầm mặc. Nhưng vừa nghĩ tới ngàn năm sau thiên địa hủy diệt, hắn thiếu chút nữa cũng bị luyện hóa, vẫn cảm thấy cần phải cầu cứu giúp mình một chút. Ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, coi như không vì bọn họ, cũng phải vì người trong thiên hạ mà ngấm lại. Thế gian này chỉ có người có thể ngăn cản hắn. Sư muội, chúng ta tới tìm ngươi hỏi một số chuyện, còn xin theo chúng ta đi một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử chấp pháp đường làm sao lại đến bắt Liễu sư muội? Bọn hắn không sợ thánh tử tới gây phiền toái sao? Suy, các ngươi còn không biết, Liễu Như Yên gia là ngụy chứng, thánh tử chính là bị nàng ta hại. Trần sư huynh cưng chiều nàng ta thế, thậm chì có một lần vì giúp nàng lấy lại công đạo suýt chút thì hẹo, thật sự là nuôi cái bạch nhãn lang. Liễu sư chất ngươi đứng ở dưới thiên cơ kính, các ngươi cũng hoài nghi ta là ngụy chứng. Ngươi tu vi còn thấp, bất quá linh hải cảnh, lần trước các ngươi đối mặt địch nhân lại là yêu thú đạo cung cảnh hậu kỳ, chúng ta cảm thấy ngươi khả năng trúng huyễn thuật của địch nhân. Huyễn thuật?
Không tốt, là đại yêu đạo cung cảnh hậu kỳ. Các đệ tử, mau ra rừng cây, ta đến đoạn hậu. Bên trong bí cảnh vì bảo vệ Liễu Như Yên, ta liều mạng cùng yêu thú đạo cung cảnh. Nhưng mà đổi lấy là nàng ta vu hãm ta trước mặt sư tôn. Nhìn xem ánh mắt thất vọng của sư tôn, tâm ta cho tàn ý lạnh, thỉnh cầu tông môn phế tu vi của ta, trục xuất tông môn. Điều này dẫn đến nghi hoặc cho tất cả trưởng lão, để tính ta là thiên tài có hy vọng phi thăng trong ngàn năm nay. Lúc này mới không tiếc hao phí đại lượng linh thạch, sử dụng thiên cơ kính dò mò bí cảnh. Không cần phải sợ, yêu thú này là loại phi hành, chỉ cần trốn vào rừng cây rậm rạp, chúng ta liền có thể thoát thân. Các đệ tử vào rừng, ta đến đoạn hậu. Lần này may mắn mà có thánh tử, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngay lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, một con mạn đà la xà lặng lẽ phóng thích độc tố gây ảo giác. Sau đó tất cả đệ tử đúng là đều đem mạn đà la xà trở thành chân bì. Đại sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Sư muội, người không sao chứ? Đại sư huynh, cầu người đừng có giết ta. Chân bí bất quá vừa mới đột phá đến đạo cung cảnh, căn cơ bên trên không ổn định, vậy mà cứng rắn đối đầu với đại yêu phá vọng cảnh, chỉ vì bảo vệ những đệ tử mới ở linh hải cảnh. Đây là đại công đức, thưa hỏi ai có thể tại trong tay phá vọng cảnh đại yêu. Cứ nhiều đệ tử như vậy, ta đã nói rồi, sư huynh tuyệt đối sẽ không giết hại đồng môn. Trần sư huynh thật lợi hại, nếu không phải mạn đà la xa kia đánh lén, những đệ tử này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không phải nhờ sư huynh, bọn họ đã sớm táng thân tại miệng đại yêu, lại còn dám vu hãm. Đi đến tìm bọn hắn tính sổ sách. Đúng, nhất định phải đi tính sổ. Cái đám bạch nhãn lang này nhất định phải quỳ gối xuống nhận tội với đại sư huynh. Yêu sinh thế nhưng là át chủ bài cường đại nhất của ta. Không được, nhất định phải nhanh lên để yêu sinh ẩn tàng. Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại đối với mạn đà la xà hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái. Nếu lại yêu sinh bị diệt, tốc độ tu luyện của ta phải chậm hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ở trên sườn núi Ngộ Đạo, Trần Bí lúc này không ngừng suy tư, không có tu vi sau này làm sao mà sinh hoạt, mà trong đầu của hắn thiên đạo đại là gấp đến độ xoay quanh. Ta hao phí cuối cùng chỉ có một điểm bán nguyên mới đưa ngươi trở về, là để ngươi giúp ta làm suy yếu khí vận của khí vận chi tử. Ngươi nha chỉ muốn làm cái phạm nhân, cái này nên làm thế nào cho phải? Trần Bí, sư tôn, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô với ngươi, sau đó ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tu vi của ta ngươi có thể tùy thời thu hồi. Bất quá cái mạng này của ta là để đại sư tỷ đến lấy. Trước đó chứng cứ là Như Yên nói cho ta, mà vừa mới này đại trưởng lão mở ra thiên cơ kính, những gì bên trong bí cảnh tất cả chúng ta đều đã biết. Chẳng lẽ ngươi vì chuyện như vậy muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò? Trước kia Trần Bí cũng không phải bộ dạng này, thật đúng là xem trọng ta, thế mà còn vận dụng thiên cơ kính. Trần Bí trước kia tựa như một con chó, đối với ngươi nói gì nghe nấy. Những năm này ta sở tác sở vi, ngươi tất cả cũng đều không nhìn thấy. Bỏ đi, tính toán làm gì? Không phải đâu, giết hại đệ tử tông môn là đại tội, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu như ta không tự minh giáo người cho chấp pháp điện, đối với thái độ liều chết không nhận tội của ngươi, tông môn có thể sẽ tăng thêm sự phạt cho ngươi. Chứng cứ này là tiểu sư đệ cùng sư muội trình lên, mà lại cũng tất cả đều là khẩu cung, cũng không một chút chứng minh thực tế. Đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực ngươi nói. Tịch Nguyệt trầm mặc, Trần Bí đối với Liễu Như Yên so với ai khác đều tốt, nàng coi ở trong đó tất nhiên không có giả, cho nên mới nghĩ đến cách giải quyết nhanh chuyện này. Bây giờ ta tu vi bị phong, Thiên Vũ kiếm ta cũng giao ra rồi, về sau cũng đừng đến phiền ta. Đời này ta chỉ là một kẻ phạm nhân. Dứt lời Trần Bí cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi. Tịch Nguyệt trong lòng lập tức dâng lên một vòng sợ hãi, giống như là ném đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nàng giờ phút này mới hiểu, nếu là lúc này thật thả hắn rồi đi, như vậy tình nghĩa sư đồ của bọn họ hoàn toàn biến mất không còn lại gì. Lần này tuy là ta điều tra không chu toàn, nhưng ngươi vẫn là đồ đệ của ta, ngươi muốn rời khỏi, ta không đáp ứng. Chỉ là Tịch Nguyệt đưa tay buông lỏng, Trần Bí tựa như chơi diều bị nàng khóa lại. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Tịch Nguyệt không trả lời, đúng là thẳng tắp hướng phía Tiểu Trúc Phong bay đi. Tiểu sư đệ, ngươi nói sư huynh sẽ tha thứ cho ta sao? Yên tâm đi, sư huynh vẫn luôn rất thương ngươi. Lần này là bởi vì chúng ta bên trong chúng phải huyễn thuật, khó mà phân biệt thật giả, cái này không thể trách ngươi. Đúng vậy, sư huynh nhất định sẽ tha thứ cho ta. Trước kia ta cũng gây cho sư huynh không ít chuyện, nhưng mỗi lần vậy huynh ấy chỉ mỉm cười cho qua. Chỉ cần ta nũng nịu, sư huynh chắc chắn sẽ không trách ta. Đúng lúc này, Trần Bí cũng bị Tịch Nguyệt mang theo trở về, sau đó còn giải khai phong ấn trên người hắn. Liễu Như Yên thấy thế, lập tức mừng rỡ như điên. Sư huynh, người rốt cục trở về. Nếu không thể rời đi, chỉ cần đến nơi không có người là có thể rời đi. Sau đó liền hướng mình đến nơi khác mà đi. Bọn họ ở chỗ này chờ ngươi cả đêm, giữa sư huynh muội có hiểu lầm gì đó, nói rõ ràng không phải tốt sao? Trần Bí lời nhắc dừng lại, càng không muốn nghe bọn họ nói nhảm. Nhìn xem coi nhẹ sư huynh của mình, Liễu Như Yên bỗng cảm giác thất lạc. Bất quá nàng vẫn cảm thấy sư huynh chỉ là nhất thời sinh khí, khẳng định sẽ tha thứ cho nàng, lập tức liền muốn đem Thiên Vũ kiếm đưa cho hắn. Sư huynh, đây là Thiên Vũ của huynh. Nhìn thấy Thiên Vũ kiếm, Trần Bí có chút thất thần. Kiếp trước Thiên Vũ kiếm vẫn đi theo mình, hơn nữa còn là sư tôn đưa kiếm cho mình. Coi như tất cả mọi người không tin mình, nhưng Thiên Vũ tựa như huynh đệ hắn tín nhiệm nhất, vĩnh viễn nương theo lấy hắn. Chỉ tiếc nhớ tới quá khứ, Trần Bí trên thân đột nhiên liền bộc phát ra một cỗ lệ khí. Vứt đi, ta về sau không còn luyện kiếm.
Sư huynh, đừng đi qua, sẽ thụ thương đó. Thụ thương? Liễu Như Yên rất muốn phản bác, nhưng lại nhìn lấy ánh mắt nghiêm túc của sư tôn, thanh âm đột nhiên thấp xuống. Sư huynh làm sao có thể làm tổn thương ta? Tịch Nguyệt không nói gì, giờ phút này nàng đồng dạng chấn kinh, vừa rồi chuẩn bị bộc phát cỗ khí thế kia, để cho một sinh tử cảnh như nàng đều cảm thấy sợ hãi. Nàng dám xác định, nếu là Liễu Như Yên vừa rồi tới gần hắn, Trần Bì chắc chắn sẽ xuất thủ, hơn nữa còn là giết. Ngươi vì sao lại có oán niệm lớn như thế? Lần này đích thật là ta sai rồi, để ngươi bị oan không thấu. Nhưng là lấy tính tình trong quá khứ của ngươi mà nói, nhiều lắm là chính là phụng sự. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Sẽ không phải đạo tâm bị hao tổn chứ? Không phải, làm sao giống như là biến thành người khác, tự nguyện hủy bỏ tu vi, muốn rời tông môn, thậm chí đối bọn họ đều có một loại căm thù. Cái này từng việc liên tiếp khiến bọn họ không thể không hoài nghi. Nhưng nhìn thấy Liễu Như Yên trong ngực cầm Thiên Vũ, nghĩ đến mình gây nên việc này, lập tức trầm mặc. Mà Tiêu Vũ đứng ở một bên trầm mặc không nói. Nhìn thấy hai người thất thần, trong lòng có chút phẫn hận. Cái tên Trần Bì này thật đúng là khó đối phó, cái gì cũng không làm, chỉ là thay đổi thái độ đối với bọn họ là có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Bản tọa từng lấy sức một mình ngăn cản khí vận chi tử luyện hóa phương thế giới này, làm sao không người, thậm chí cuối cùng còn chết trong tay sư tôn và sư muội. Cuối cùng thiên đế đại kiếp giáng lâm, đến ngay cả thiên đạo cũng bị khí vận chi tử luyện hóa thảm. Trong tuyệt vọng, chúng sinh nguyện lực một lần nữa ngưng tụ ra thiên đạo, mà thiên đạo lại sống lại, còn mang ta về tới ngàn năm trước đó. Bây giờ ta tu vi rơi xuống, chỉ muốn lười biếng, không nghĩ tu luyện. Thật không hiểu rõ thế gian ý thức, vì sao lại chọn hắn làm khí vận chi tử? Hắn căn bản đều vô ý thức, chỉ có bản năng nghĩ làm sao để tấn thăng lên cấp bậc thế giới cao hơn. Vậy ngươi làm thiên đạo, vì sao không đi ngăn cản hắn biến hóa phương thế giới này? Ai có thể nghĩ tới hắn cuối cùng muốn hủy diệt phương thế giới này? Huống hồ hiện tại ta cũng không hoàn toàn là hắn. Các ngươi thật đúng là gieo gió gặt bão, ít không vừa tục vận, tính bản yêu đồi núi, đây mới là thứ ta muốn sống. Trước kia làm sao không phát hiện? Ngươi thế nhưng là quỷ đế, một thân thiên tài tập hợp oán lực yêu lực linh lực, đến ngay cả tồn tại như thiên đạo đều không sợ, sao có thể cam nguyện ở đây làm cả muối? Tiêu Vũ nhất định phải giải quyết, nếu không thiên địa đại kiếp sẽ lại xuất hiện. Suy, ta có thể có biện pháp gì? Ta đích xác hận bọn họ, nhưng ta không muốn bị Tiêu Vũ để mắt tới. Hắn chém quan thân ta tối thiểu mấy chục lần, tình thế hắn xác định chắc chắn phải chết. Thế quái nào hắn lại trốn thoát được? Như này còn không bằng ta phơi nắng mặt trời đến hài lòng. Mặc dù hắn là hài lòng, nhưng tông môn coi như không thoải mái. Trước kia Trần Bì chỉ cần đệ tử khẩn cầu tuyệt đối hỗ trợ, nhưng không có trợ giúp của hắn, không ít đệ tử lịch luyện trở về đều sẽ thụ thương, thậm chí là tử vong. Tuy nói Tiêu Vũ tại đây 1-2 tháng triển lộ thực lực, cũng làm ra chút cống hiến, nhưng tu vi dù sao mới linh hải cảnh, đối với linh đài cảnh tu sĩ tới nói cũng không ra gì. Kết quả là không ít đệ tử đem khoảng thời gian dị thường này cùng nhau liên hệ vu hãm Trần Bì, đều cho rằng đây là tông môn giết lạnh tâm thánh tử, nhưng cái đám cao tầng tông môn đều xấu xa, thế là quyết định để Tây Nhạc đi thuyết phục Trần Bì tiến về Nho Đạo Thánh Địa lịch luyện. Đạo tâm bị hao tổn là người khác không giúp được, chỉ có thể dựa vào mình tự ngộ. Nếu như Trần Bì có thể có được một thiên nho đạo kinh văn, nói không chừng có thể để hắn một lần nữa ngộ đạo tâm. Nghĩ đến cái này, Tịch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, liền rời đi đại điện. Sư huynh, ta mang đồ ăn tới, mau nhìn, đều là món ngươi thích ăn. Ngươi đừng qua đây, đồ mà ngươi làm chó cũng không dám ăn, ta sợ chết. Liễu Như Yên thần sắc cứng lại, lập tức lại triển khai. Mặc dù lúc mới bắt đầu nghe đến mấy câu này, nàng rất tức giận, thậm chí không nghĩ lại đến, nhưng nghĩ đến lời sư tôn nói, sư huynh rất có thể đạo tâm bị hao tổn, nàng cũng chỉ nghĩ sư huynh đây là hồ môn loạn ngữ. Sư huynh ác ngữ cho tới bây giờ đã thành thói quen, dù sao sư huynh là bởi vì nàng đạo tâm mới bị hao tổn, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hắn chết cũng vẫn là muốn nhét đầy cái bao tử. Huynh trước kia đều là một mình nấu cơm, ta tưởng việc này đơn giản nhưng không ngờ lại phiền phức vậy. Trước kia chắc là huynh rất mệt mỏi. Trần Bì giữ im lặng, hắn cũng cảm thấy mình trước kia quá khổ. Tiểu Trúc Phong cũng không phải thiếu đồ ăn và thượng vàng hạ cám việc như thế mà hắn còn tự đi làm, rõ ràng gọi mấy người đệ tử là có thể giải quyết. Thế nhưng là sư tôn không thích người ngoài, sư muội cả ngày lại quấn lấy hắn làm ăn, bất chi bất giác hắn vậy mà đem việc vặt của Tiểu Trúc Phong tất cả đều đặt ở trên người mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình thật mẹ hắn ngu vai lon. Quả nhiên người phải nghĩ thoáng một điểm, tựa như bây giờ cái gì cũng không cần quản, sống chính là vui vẻ. Liễu Như Yên đem một cái đùi gà đặt xuống như là hiến bảo, giống như đưa đến miệng của Trần Bì, muốn để hắn đánh giá thử xem, lấy cái thứ chó đếch thèm ăn đưa cho ta, tin hay không ta đã chết giờ. Nghe được Trần Bì phẫn nộ, dù là nàng sớm đã thành thói quen, trong lòng vẫn là không nhịn được chua xót. Nhìn thấy sư tôn đến liền không nhịn nữa, chạy đến trước mặt sư tôn khóc lóc kể lể, ta thích sư huynh trước kia, người biến hắn trở về có được hay không? Con về sau sẽ không tiếp tục làm loạn nữa, còn nhất định hào hào tu luyện, đều sẽ nghe lời của sư huynh, không kén ăn, không tức giận với huynh ấy, còn nhất định. Đúng vậy, Tịch Nguyệt cũng muốn. Trước kia ở Tiểu Trúc Phong, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếng cười, hiện sát người bên ngoài, nhưng bây giờ yên tĩnh như chết, không có Như Yên ngây thơ vui vẻ, không có thân ảnh sáng sớm của Trần Bì, càng không có một ngày ba bữa bận rộn với thanh âm của bọn họ, mà hết thảy tất cả cũng từ sự thay đổi kia. Con yên tâm, ta nhất định đem Bì Nhi biến trở về, nó là sư huynh của con, càng là đồ đệ của ta. Cho nên sư tôn người có biện pháp sao? Trần Bì, lần này Nho Đạo Thánh Viện mở ra, ta ra lệnh cho người mang theo đệ tử tông môn tiến đến rạng rỡ uy nghiêm tông môn. Người đã nghe chưa? Nho Đạo Thánh Viện sắp mở rồi, đây chính là chỗ đại cơ duyên thứ nhất của Tiêu Vũ. Nếu như ngươi mang cơ duyên nơi đó cướp đoạt đi,
nhất định có thể tước đoạt không ít khí vận của hắn. Đến lúc đó, ta cũng có thể khôi phục không ít giá trị thiên mệnh, cũng có thể tế luyện ra được một chút bảo vật. Như thế tuyệt đối có thể phòng ngừa ăn cướp phát sinh. Phiền chết, ngậm miệng. Cái này liên quan đéo gì đến ta, nhưng cái này lão già đáng chết. Phiền chết, nhìn thấy bọn họ liền muốn đấm vào cái mồm mấy phát. Ta không đi. Nếu như ngươi lần này có thể mang về một thiên đại nho kinh văn, ngươi muốn rời khỏi tông ta liền đáp ứng. Thành giao. Ngươi cứ như vậy muốn rời khỏi tông môn sao? Từ nhỏ đến lớn, ta đối xử bạc với ngươi khi nào? Ta thừa nhận trước đó vài ngày không có điều tra rõ ràng mà hiểu lầm ngươi. Nhưng việc đã chân tướng rõ ràng, ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Ngươi đối với ta vô cùng tốt, đối với việc của vài ngày trước ta chưa hề để ở trong lòng. Nhưng có câu nói hay, người có chí riêng, chưa có cương câu. Hay cho một cái người có chí riêng, chưa có cương câu. Sư tôn, ta nhất định phải hào hào tu luyện. Về sau bảo hộ người cùng đại sư tỷ, bọn họ đều nói ta thiên phú rất mạnh, muốn chí hướng cao xa, có thể bảo vệ hộ sư tôn chính là chí hướng của ta. Đêm hôm đó Tịnh Nguyệt cũng không ngủ, chỉ là lặng lặng ngồi ở gốc cây đào năm đó ba người cùng trồng. Nhớ lại quá khứ, tuy nói Tiểu Trúc Phong bảo vật không ít, nhưng Trần Bì lại là để ý nhất cái cây đào này. Hằng năm thời tiết hoa nở, hắn liền sẽ hái hoa đào, chế tác hoa đào nhưỡng, chôn ở dưới gốc cây, cách năm thời tiết hoa nở lại lấy ra, sư đồ chung vui. Mà bây giờ nàng cảm thấy giá lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Nghĩ không ra Trần Bì vì sao đột nhiên lạnh huyết như thế, ngẫu nhiên bắt đầu thôi diễn thử nhân của này. Ngươi sao lại đến rồi? Sao ngươi lại tới đây? Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng cũng đến đây rồi. Trước kia ngươi so với những người khác đều tích cực như vậy. Để ta nói, ngươi cũng đừng đại ý như vậy. Ngươi giúp bọn họ, ngươi xem, khi ngươi xảy ra chuyện, có mấy cái giúp ngươi hỗ trợ. Ta đã dự định rời khỏi tông môn, sao có khả năng giúp bọn họ nữa? Lần này ngoại trừ ta, còn có ai thay ngươi giải oan? Đương nhiên đại ca, năm đó cổ u có đánh chết cũng nói tốt cho ngươi. Cái tên Lạc Hải Tiêu cổ u thế mà lại nói chuyện giúp hắn. Kỳ quái. Ở kiếp trước ta làm sao không nhớ rõ, yên tâm, về sau sẽ không. Hai người nói chuyện, để chung quanh tu sĩ xấu hổ cúi đầu. Bọn họ trước kia đều nhận được chỉ điểm của sư huynh, nhưng lần này bọn họ không ai giúp một tay, thậm chí còn hoài nghi sư huynh. Bất quá cũng may, bọn họ chỉ là hoài nghi, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng ra bôi đen sư huynh. Mà giờ khắc này liễu như yên càng là cảm giác hoảng hốt, cơ hồ chung quanh đệ tử đều xem thường nhìn về phía nàng. Nàng chưa từng nhận được khuất nhục thế này, có thể nghĩ đến thái độ sư huynh, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Sư huynh, chúng ta mau mau đi thôi, chỉ có thời gian nửa tháng, Nho Đạo Thư Viện đã mở cửa. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Hòa tao, ngươi dựa vào trường khống linh lực cũng quá mạnh rồi đi. Chỉ dựa vào lá cây liền có thể phi hành. Đạo cung cảnh, lăng không phi hành rất bình thường mà. Nói nhảm, lão tử là hiếu kỳ ngươi không cần linh lực làm sao mà làm được. Hào hào luyện, một ngày nào đó cũng sẽ thành công. Vô tình vậy mẹ. Cho ta một chút. Vị triệt để coi nhẹ, liệu như yên nước mắt từ khóe mắt to như hạt đậu rơi xuống. Trước kia, nàng lại là chúng tinh phục huyệt tồn tại. Chỉ cần sư huynh ở đấy, các đệ tử đều sẽ vây quanh nàng. Ngày bình thường bất kể là ai đều khách khách khí khí với nàng. Nàng tình nguyện sư huynh mắng nàng vài câu, cũng không nghĩ cứ như vậy mà không được để ý tới. Giờ phút này, nàng kiên định ý nghĩ nội tâm, ta nhất định phải lấy được đại nho kinh văn. Chỉ cần sư huynh khôi phục, tất cả hết thảy đều sẽ tốt. Phương thế giới này chỉ có một vương triều tộc người, đó chính là Đại Thương. Nhưng hôm nay Đại Thương lại là chia năm xẻ bảy. Các lộ chư hầu ủng binh từ ra. Lão Trần, hẳn là lần thứ nhất ngươi đến Thương Quốc nhỉ? Ta dẫn ngươi đi đến một nơi. Cái tính nhạt nhẽo này của ngươi cũng phải sửa đổi thật tốt mới được. Đi đi đi. Ngươi đưa ta đến nơi này. Chưa từng tới nhỉ? Ta cho ngươi biết, nơi này có nhiều thứ chơi rất vui. Thế nào, dám đi vào không? Suy, cái này có cái gì không dám? Đi vào Trần Bì liền kêu mấy cái mỹ kiểu nương mang mấy bàn thức nhắm. Vô Trần thì là một mặt chấn kinh, độ xanh sao ngươi còn quen thuộc hơn cả ta. Tu đạo lấy tu tâm, cho dù chung quanh có mọi loại biến hóa, ta cứ lù lù bất động, đây đều là tiểu tràng diện. Ta nói cho ngươi, cứ xem như Ma Tôn Diệp Thất Thất ngồi trong ngực, ta cũng sẽ không có chút dao động. Tiểu tử ngươi muốn chết đừng có kéo theo ta. Ma Tôn thế là tồn tại mà đến Thanh Vân Kiếm Tông cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu là bị vị kia biết được, cho dù có 10 cái mạng đều không đủ giết. Cái này có gì phải sợ? Chẳng lẽ ta lại đi nói cho người biết năm đó nàng lại sử dụng mỹ nhân kế đối với ta. Chỉ tiếc ở kiếp trước ta chỉ muốn đâm thủng âm mưu của Tiêu Vũ, hướng thế nhân chứng minh ta không sai, cũng chưa hề để mắt nhìn qua Diệp Thất Thất. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là ngu ngốc. Tu đạo đấy tu tâm, thật không nghĩ tới hậu bối kiếm tông nho nhỏ còn có một người thú vị như này. Tôn chủ, người có muốn nô tỳ đi giáo huấn người này một chút không? Dù sao cũng là môn sinh đắc ý của Thanh Vân Kiếm Tông, sao có thể đi giáo huấn? Không bằng làm thịt cho chó ăn đi. Cái đậu xanh, là ai đang nhớ thương đầu của lão tử? Ngươi lại là đệ tử của Tây Nhạc trưởng lão, lại không đắc tội người khác, ai mà không có mắt lại nhớ thương đầu ngươi vậy? Nói không chừng là ngươi không thích ứng mùi son phấn nơi này.
Tiểu Vũ, sao hắn lại tới nơi này? Hôm nay nơi này muốn tổ chức thi từ đại hội, chẳng lẽ hắn sẽ đi làm thơ? Thật sự là hắn sẽ làm, mà tạo nghệ còn không thấp. Hôm nay ta liền để các người biết như thế nào gọi là văn thánh, như thế nào nội tình hòa hạ. Vị công tử này, mời đi sang bên này. Chỗ này kiếp trước Tiểu Vũ đã lấy ra hoa hạ thi từ toàn tập. Tùy tiện xuất ra một bài, đều đủ để thế nhân rung động. Chỉ cần 100 điểm thiên mệnh giá trị. Đạo thiết ngươi có muốn hay không, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta miễn phí cho ngươi. Ở kiếp trước, Tiểu Vũ làm thơ chưa đến 10 phút, liền được ca tụng là vạn cổ văn thánh. Trận bi hoàn toàn chính xác cầm động, hắn muốn nhìn một chút cái gọi là hoa hạ kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu huynh đệ, xem ra đối với yến hội lần này ngươi có tự tin tuyệt đối. Thắng bọn họ hẳn là không vấn đề. Lần này thi từ yến hội như đến thánh viện, đã tới rất nhiều văn nhân. Công tử vẫn thật là tự tin. Hừ, một đám rác rưởi mà cũng dám đánh đồng hoa hạ nội tình ngàn năm. Hà Tu Thiển bích khinh hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu. À, không tệ nha. Không nghĩ tới công tử thế mà có thể xuất khẩu thành thơ. Không biết công tử có thể bổ sung toàn văn. Án đạm kinh hoàn thể tích nhu, tình sở tích viễn trích hương lưu. Hà Tu Thiển bích khinh hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu. Bài thơ này cuối cùng hai câu không phải là công tử sở tác sao? Chẳng lẽ lại là người này trong nháy mắt đem từ bù đắp? Không đúng, trên người này cũng không có hạo nhiên chi khí. Đây không phải hắn làm bù. Xem ra vẫn là ta coi trọng hắn. Giờ phút này đông đảo thi nhân tâm tư dị biệt. Mà Tiêu Vũ càng là chấn kinh. Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên không? Không biết vị công tử làm thơ là ai? Lý Thanh Chiếu, Tiêu Vũ sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng dấy lên nồng đậm sát ý. Không cần nói, người trước mắt chính là người xuyên không? Lý Thanh Chiếu là ai? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Ngươi cũng không nên tùy ý nói xấu. Tạm thời xem như công tử lấy chỗ nào. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Lý Thanh Chiếu, thi tiên Lý Thái Bạch, thi thành Đỗ Phủ thi từ, ta đều từng đọc qua. Ngày mai thi từ của bọn họ sẽ được khắc ấn ra, ngươi đừng hòng giả mạo. Bọn hắn nghe được tin tức này, sắc mặt khó coi cực kỳ. Gia hỏa này tuyệt đối có được hệ thống, mà lại liền cùng Nho Đạo có quan hệ. Nếu không hoa hạ nhiều thi từ như vậy, hắn không có khả năng đều biết. Mấy tháng trước Vũ Hãng, ta đã bị đệ tử tông môn nhiều chỗ khinh bỉ. Nếu bây giờ lại bị nói đạo văn, vậy sau này mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không có người tin phục. Ngươi làm hỏng đại sự của ta, chết! Quả nhiên, chính đạo đều là một đám ngụy quân tử, thế mà đi học nhất hồn thuật. Đáng tiếc, thi từ yến hội, hoa khôi kia thế mà không xuất hiện. Ta nghe nói, hoa khôi kia tự mang mùi thương cơ thể, mềm mại không xương. Nếu là có thể cái gì? Tự nhiên là... Cái tên tiểu hỗn tử nhà ngươi, thế mà còn dám mang Trần Tiểu Hữu đến nơi bẩn thỉu này. Hôm nay ta phải lột da của ngươi ra. Đừng, mau buông tay ra, bà mẫu, dùng sức đánh hắn, chúng ta không hợp ý. Hắn liền nhất quyết lôi ta đến đây, nói cái gì mang ta đi trải sự đời, chân đi, ta mẹ nó. Sư huynh, ngươi tại sao tới nơi này? Trước kia ngươi không có như vậy. Liễu Như Yên không hiểu, sư huynh bất quá đạo tâm bị hao tổn, vì sao biến hóa lớn như thế, ta đi nơi nào có quan hệ gì với ngươi sao? Đem hắn lôi kéo, đối với tranh đoạt hoàng vị của ta có lợi ích. Hắn là đệ tử được xem trọng nhất Thanh Vân Kiếm Tông. Nếu đem hắn lôi kéo, tương đương nói chúng ta phía sau có thế lực tiên môn. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng theo ta hiểu rõ, ngoại trừ xuống núi trừ yêu tôi luyện tâm tính bên ngoài, hắn chưa từng xuống núi, hẳn là sẽ không tham dự vào thay đổi hoàng triều. Loại chuyện này, nghe đồn chưa hẳn là thật. Ngươi nhìn hắn không phải đến Vạn Hoa Lâu sao? Bản tọa từng lấy sức một mình ngăn cản khí vận chi tử luyện hóa phương thế giới này, làm sao không người, thậm chí cuối cùng còn chết trong tay sư tôn và sư muội. Cuối cùng thiên đế đại kiếp giáng lâm, đến ngay cả thiên đạo cũng bị khí vận chi tử luyện hóa thẳng. Trong tuyệt vọng, chúng sinh nguyện lực một lần nữa ngưng tụ ra thiên đạo, mà thiên đạo lại sống lại liền đưa ta về ngàn năm trước. Tối nhọc lên, mùa tiếp đi. Bảo vật mà khí vận chi tử đưa cho, ta liền ném nó cho người khác. Thật không hổ là người mà thế giới ý thức chiếu cố. Linh hải cảnh liền có thể thu hoạch được bảo vật chặn được một kích toàn lực của đạo cung cảnh. Tu luyện không có gì, chỉ cần không ai chọc ta, về sau ta trên cơ bản sẽ không tiếp tục tu luyện. Mặc dù đây là đồ vật sư đệ cho, nhưng đối với ta tới nói vẫn là quá lãng phí. Ngươi không ngại ta tặng người khác chứ? Ta hôm qua cũng đi thi từ đại hội, sư đệ, ngươi có biết kia gã sai vật nói Lý Thanh Chiếu là người nào không? Ta dù đọc đủ thứ thi thư, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến danh tự hai người này. Có lẽ là kia gã sai vật bị đặt cũng khó nói. Chẳng lẽ lại sư huynh cũng đang hoài nghi ta đạo thơ? Đó cũng không phải, sư tôn thu đồ coi trọng nhất là tâm tính. Quả quyết sẽ không để cho tâm tư không thuần bái nhập môn hạ. Ta tuyệt đối tin ngươi, chỉ là hôm qua ta muốn tìm kia tiểu tử nói chuyện, xem thử có nghe được gì không. Nhưng ai có thể nghĩ đến tên kia vậy mà chết oan chết uổng. Không biết là ai hạ hắc thủ. Cái bộ thi tập kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không được, ta phải đi chung quanh cửa hàng nhìn xem. Ta hỏi ngươi, Diệp Lam Thanh sao vẫn chưa theo tới? Ngoại tào, chuyện hôm qua không phải hắn biết đấy chứ? Hừ.
nó đâu, chẳng lẽ lại người dự định trùng tu quỷ đạo, cảm nhận được tử khí ngoại giới nhiều đến mức có thể trực tiếp đem Trần Bì trồng đến độ ách cảnh. Thiên đạo không khỏi kinh hỉ đạo, nếu là túc chủ tu luyện quỷ đạo, vậy tương lai vô luận như thế nào cũng sẽ cùng Tiêu Vũ đấu tranh, mà có trợ giúp của hắn tuyệt đối có thể cải biến kết cục ở kiếp trước. Trên mặt đất của sự kiên trì và sự phá hủy, những linh hồn không cam lòng rơi xuống đang lang thang, bị ngạn đến từ kêu gọi của ánh sáng. Ra đây đi, người hầu của ta. Theo tiếng gọi của Trần Bì, gió nổi mây cuộn đông đặc trên tiếng gầm của sư tử, tử khí kéo dài không tiêu tan, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ ra một bộ khô lâu to lớn. Lời đồn của Nhiên không thể tin, đệ tử kiếm tông vậy mà chẳng biết lúc nào lại tu ma đạo. Ngươi cũng đừng oan uổng cho người tốt, đây cũng không phải là ma, mà là quỷ, quỷ dị là quỷ. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là tu ma giả chết. Diệp Lam Thanh cũng không để ý đây là cái lực lượng gì, rút ra huyết hồng sắc trường tiên bên hông, hướng vào đám đông mà tấn công. Nhưng mà trường tiên đánh vào bên trên xương khô cũng chẳng mảy may bị thương. Đáng ghét, lại là ma vật phá vương trung kỳ. Cô nương, cô hãy hào hạ bồi vật nhỏ này chơi đùa đi. Trần Bì giờ phút này đã lui về sau 100 mét, khí tức trên thân đã tiêu tán toàn bộ, tuy nói sắc mặt tái nhợt nhưng khóe miệng lại mang theo vài phần chiều tức. Ngươi đừng chạy, chờ ta giết cái ma vật này sẽ lấy mạng chó của ngươi. Chộp chộp chộp, người trẻ tuổi á, đầu óc làm sao không hoạt động tốt vậy? Không rời đi, cô xem ta là tên ngốc à? Giờ phút này Trần Bì hận mình không thể có 8 đầu chân, tranh thủ thời gian chạy thật xa. Nếu như tiểu cô nương này ở đây, vậy Diệp Thất Thất tuyệt đối cũng ở gần đây. Nếu như chờ nàng tới, tự hẳn muốn đi cũng không được. Vừa nghĩ tới hôm qua nói những lời kia, Trần Bì chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể nện cho mình mấy cái to mồm. Không có việc gì thì khoác lác làm gì chứ? Cái tên hỗn đản ngươi, vậy mà chạy thật, nào giống trong truyền thuyết như thế, không chỉ không có hung mãnh, còn sợ chết như thế, hừ. Thiên đạo, người của ma tộc làm sao lại tới Thương Đại Hoàng Thành? Bây giờ đại thương còn đang suy thoái, khí vận coi như yếu một chút, cũng không trở thành thứ để người của ma tộc trà trộn vào. Diệp Thất Thất là ma tôn của ma tộc, bất kỳ nơi nào tất nhiên là tới lui tự nhiên, mà Diệp Lam Thanh cũng là người ma tộc. Tuy nói tu luyện cũng là công pháp ma tộc, nhưng đại thương long khí nhằm vào chính là dị tộc. Đối với nàng hạn chế tự nhiên sẽ giảm xuống. Nghe được cái này Trần Bì cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại đã làm như thế, ta còn chạy về thế nào? Tuy nói hắn đối với thực lực tăng lên đã không có hứng thú gì, nhưng lại một lần, hắn cũng muốn làm một chút việc trước kia chưa làm qua. Hắn cũng không muốn bị xử lý như vậy. Nhìn ngươi sợ kìa, ngươi là quỷ tổ mà. Đêm đó Diệt Thất Thất cũng chỉ ở sinh tử cảnh mà thôi, muốn thu thập nàng còn không dễ dàng sao? Tu luyện mấy năm, giết hắn như làm thịt gà. Trần Bì thế nhưng là mang theo ký ức trở về, kiếp trước tu luyện tâm đắc đều tại tu luyện. Với hắn mà nói đều không có bình cảnh, chỉ cần hấp thu lực lượng, tu vi liền có thể đại đại lên thẳng. Trần Bì lười nhắc đáp lời, hắn biết thiên đạo để hắn tu luyện, đơn giản là muốn để hắn tương lai ngăn cản Tiểu Vũ. Ngậm miệng, lão tử muốn đem tử khí trong cơ thể dọn dẹp một chút, nếu không khẳng định sẽ có kẻ không có mắt xem ta như ác nhân. Mặc dù ta muốn rời khỏi tông môn, nhưng lạn xác kẻ vô tội mũ một khi trục tại trên đầu ta, về sau tuyệt đối khó mà sống yên ổn. Mà thiên đạo giờ phút này nhìn xem vừa tăng trưởng thiên mệnh trong lòng, trong bụng nở hoa. Kể từ khi biết Trần Bì không nguyện ý cùng Tiêu Vũ đối đầu, hắn liền đem tăng trưởng thiên mệnh giá trị ẩn giấu đi 90%, như vậy liền thuận tiện cho mình thao tác. Tuy nói giá trị thiên mệnh là kết lại, nhưng hắn bây giờ lại không biết nên đi thao túng cái gì. Ngay tại thời điểm hắn phát sầu, đột nhiên phát giác được có người tại cưỡng ép thôi diễn tương lai. Đối với loại chuyện này, thiên đạo từ trước đến nay là không có hứng thú, bởi vì hắn biết tương lai có thể biến đổi. Là người thăm dò đến tương lai một góc, tương lai cũng đã bắt đầu cải biến, nhưng tính ra là sự phụ tịch nguyệt của Trần Bì. Tại lúc đang thôi diễn tương lai của Trần Bì, thiên đạo khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị, lập tức 1000 giá trị thiên mệnh biến mất không thấy gì nữa. Được, nếu các ngươi đệ không tin ta, vậy Trần Bì ta liền rời khỏi. Điều đáng chết. Sư huynh, làm sao bây giờ? Hộ tông pháp trận sửa chữa như thế nào? Chúng ta đã tìm được vấn đề của pháp trận tông môn. Chỉ là cái gì mà lâu như vậy? Tìm tới vấn đề, các ngươi là kẻ ngu sao? Vấn đề xuất hiện ở Tiểu Trúc Phong, nơi đó trận nhãn bị bảy đạo kiếm khí chấn vỡ, muốn sửa chữa có hơi phiền toái. Cái này sao có thể? Trần Bì giờ phút này như bị sét đánh, thất tha thất thiểu hướng phía Tiểu Trúc Phong bay đi. Chỉ thấy cây đào kia sớm đã bị chặt đứt, mà hồ sâu phía dưới, bảy đạo kiếm khí bắt mắt vô cùng. Nhìn vào bảy đạo kiếm khí đó, cùng xung quanh vết tích bị lôi điện thiêu đốt, Trần Bì toàn thân cứng ngắc. Hắn không thể tin được đây là thật, đây chính là bí pháp của Thanh Vân Kiếm Tông, Thất Tiết Trảm Long Quyết tạo thành. Tiểu Trúc Phong không có người ngoài, nghĩ đến đây có thể là người hắn tin cậy nhất làm. Trần Bì rất khó chấp nhận, lập tức toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thất thần làm cái gì? Nhanh cùng nhau đi sửa chữa đi. Ai có thể nói cho ta, tông môn có pháp trận hộ tông, tối thiểu nhất có thể ngăn cản một kích toàn lực tạo hóa cảnh. Vì sao sẽ còn chết nhiều đệ tử như vậy? Đối mặt với chất vấn của đại trưởng lão, chúng đệ tử đúng là một cái trả lời đều không dám. Trần Bì, ngươi đến nói một chút, đây là có chuyện gì? Ánh mắt mọi người đều như ngừng lại trên người Trần Bì, muốn biết nguyên nhân. Trần Bì không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn xem ba người sau lưng sư tôn. Ba người thần sắc tựa hồ rất phức tạp, có phẫn nộ về việc đồng môn rời đi, còn có cảnh trận pháp chưa được mở ra, lại không chút nào khẩn trương. Cuối cùng, Trần Bì đem ánh mắt rơi xuống người của sư đệ, tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn. Sư thị sư muội đều nghiêng người che chắn cho đệ tử sau lưng. Thấy cảnh này, Trần Bì muốn cười, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngay hỏi những người khác đi. Ngươi đây là đang làm cái gì? Chúng ta đã đối với người rất khoan dung, hiện tại liền mấy câu cũng không thể nói sao? Giết hại đồng môn, tàn sát phạm nhân, cấu kết yêu tộc, đủ loại sự tình, mặc kệ là bất luận cái nào trên thân đệ tử,
cũng không biết phải chết bao nhiêu lần. Nếu ngươi không phải là đồ đệ của ta, sư tôn ta. Nghe được lời của sư tôn, Trần Bì dừng bước, thần sắc thê lương, quay đầu trực câu câu nhìn chằm chằm sư tôn, thật là muốn giết ta. Sư huynh, ngươi sao có thể nói chuyện với sư tôn như thế? Ta muốn nói sao, còn chưa tới phiên người đến chỉ điểm. Trong hiện thực, Tịch Nguyệt thấy cảnh này đúng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ vì sao tất cả mọi người ở đây đều chán ghét Trần Bì đến như thế. Rõ ràng là Trần Bì cứu chúng đệ tử, là hắn ngăn cơn sóng dữ. Các người không khích lệ thì thôi đi, còn dùng cái ánh mắt khinh bỉ, là xảy ra chuyện gì? Còn có, tương lai mình vì sao trực tiếp nhìn tới trên người Trần Bì? Không phải đã chứng minh Trần Bì trong sạch sao? Giết hại đồng môn là chuyện gì xảy ra? Còn có đồ thôn, cấu kết yêu tộc, Trần Bì tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này. Ta thật sự là nhìn sai rồi. Ngươi không xứng là sư huynh của ta. Vì sao? Đến cùng tương lai xảy ra chuyện gì? Đến Yên Nhi yêu thích Trần Bì như thế đều trở nên chán ghét hắn, mà những người khác cũng không cảm thấy có bất kỳ cái gì không ổn. Được rồi, chuyện đã qua đừng có nhắc lại. Các ngươi nói một chút có chuyện gì? Nghe được cái này, chúng đệ tử nhao nhao đem những gì mình biết đều nói ra. Nghe xong chuyện đã xảy ra, trở về tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, thậm chí một bộ phận ánh mắt cổ quái rơi vào trên người ba người đệ tử sau lưng Tịch Nguyệt. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta làm sao có thể là phản đồ? Có phải là sư huynh tự biên tự diễn hay không? Hắn quá khứ vốn đã có cấu kết với yêu tộc, lần này địch nhân tới tập kích, đối với người tựa hồ có liên quan. Đúng, nói không chừng chính là hắn tự biên tự diễn đây này. Đây là không có khả năng, sư huynh nhiều lần kém chút chết trong tay địch nhân. Nếu không phải sư huynh thực lực mạnh mẽ, nói không chừng hắn đã chết. Cái này nói không chừng là khổ nhục kế, hắn đây không phải không chết sao? Trước tiên đi tiểu trúc phong xem một chút đi. Các ngươi dựa vào cái gì đem cây đào chặt đi, móc ra không được sao? Trần Bì, ngươi đây là làm gì? Cái này đích xác là thất tiệt trảm long quyết kiếm khí chỗ tạo thành, mà lại là xuất từ chỗ Trần Bì. Bất quá kiếm khí này uy lực xác thực yếu mấy phần, hẳn là bị thu nhập trong bức họa, thông qua những người khác phóng thích. Cái này trong hồ sâu còn ẩn chứa nhạt nhạt yêu lực. Ta liền biết là hắn. Ngoại trừ hắn, tiểu trúc phong còn có ai sẽ làm ra loại chuyện này? Mang Trần Bì tới đây, chúng ta hỏi trước một chút rồi nói sau. Trần Bì, kiếm khí của ngươi đã cho mấy người? Chỉ có một người. Không có khả năng, kiếm khí của ngươi làm sao có thể chỉ cho mỗi mình ta? Ngươi đang nói láo. Trần Bì, ta ở đây, mời thiên đạo làm chứng. Có thể chứ, ta đã dùng lời thề thiên đạo để nói cho ngươi biết mắt trận này đã bị phá, ta không biết chút nào. Như Yên, Trần Bì cho ngươi đạo kiếm khí kia đâu rồi? Kiếm khí là ta đưa cho sư đệ rồi. Bất quá ta dám cam đoan, sư đệ tuyệt đối không phải phản đồ. Nói không chừng là tu sĩ nào bắt chước kiếm khí của Trần Bì. Đạo kiếm khí kia bị ta dùng, lúc ấy tình huống nguy cấp, có sư huynh tông môn có thể làm chứng, mà lại trận nhãn ở nơi đó ta cũng không rõ ràng. Lúc Tiêu Vũ sử dụng hóa kiếm khí, ta cũng có ở đó. Bất quá khoảng cách quá xa, ta cũng không dám xác định đó chính là kiếm khí của Trần Bì sư huynh. Hừ, đa sư huynh cũng lập lời thề, vậy cũng đã chứng minh trong sạch. Ta cũng lập lời thề, Tiêu Vũ ta ở đây, mời thiên đạo làm chứng. Theo Tiêu Vũ lập thệ kết thúc, thiên đạo cũng không có hạ súng lôi phạt. Thấy không, ta đã nói không thể nào là sư đệ. Trần Bì, ngươi vừa rồi có ý gì? Là muốn đem nước bẩn rộ đến trên người ta sao? Sư muội, ta vừa rồi chỉ là đang trần thật sự thật. Đại trưởng lão đang muốn tìm nội ứng, ta đành phải đem chuyện mình biết nói ra, mà lại kiếm khí ta thật chỉ cấp qua một mình ngươi. Được rồi, đừng nói nữa. Trần Bì, ngươi còn có đối tượng hoài nghi không? Trận nhãn chỉ có thể cho chúng ta bốn người biết, ta muốn biết các ngươi phải chăng có nói cho những người khác. Nhìn ta làm gì? Ta làm sao có thể đem trận nhãn nói cho người khác biết? Vậy Tiêu Vũ, kiếm khí của ta chỉ có ngươi có, ngươi không giải thích chút nào sao? Trần Bì, ngươi làm sao nói chuyện như vậy? Sư đệ đều nói rồi, kiếm khí trước đó đã bị hắn dùng, ngươi làm sao lại còn hoài nghi hắn? Trần Bì, ngươi thật sự đủ rồi, vì sao ngươi mỗi lần đều muốn vu hãm cho Tiểu Vũ? Vậy được, nếu đã như vậy, Tiêu Vũ nếu là có thể hướng Văn Thánh, thiên đạo phân biệt phát thệ, kiếm khí của hắn thật sự trước đó sử dụng hết, Trần Bì ta hướng hắn dập đầu tạ tội, ta đã hướng lên thiên đạo lập thệ, tuyệt đối không có khả năng. Sư huynh, ta đến cùng đắc tội ngươi chỗ nào? Tại sao muốn nhằm vào ta? Chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy là ta đem ngươi hại thành bộ dáng như hiện tại? Trần Bì, ngươi đi bế quan đi. Được, được, nếu các ngươi đều không tin ta, vậy Trần Bì ta rời đi liền. Không thể. Coi như lúc Tịch Nguyệt cầu tiếp tục thôi diễn xuống dưới, đầu đột nhiên nhỏ nhói. Nàng biết mình đây là đạt tới cực hạn, nhưng nàng không nghĩ từ bỏ. Sau đó thôi diễn hình tượng đành phải nhanh chóng chuyển đổi. Cuối cùng Trần Bì vẫn là rời đi tông môn, tu luyện ma đạo, trở thành phản đồ, mà một cộng dương cuối cùng đè chết hắn chính là tông môn. Vì sao? Rõ ràng Trần Bì đều đã lập xuống thiên đạo lời thề. Tông môn vì sao còn cảm thấy hắn là người cầm đầu sự kiện này? Còn có triển vọng cái gì không đi ngăn cản hắn rời đi, còn tự thân động thủ đem hắn đánh trọng thương? Nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy. Tịch Nguyệt biến mất theo tại bên trong màn đêm. Trải qua nhiều ngày cố gắng, trên thân Trần Bì tử khí cũng toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Thất Thất vốn cũng không phải là hạng giết người gì, nhiều ngày như vậy đều không tìm đến, xem ra ta tính đã an toàn. Vậy thì nhanh chóng quay về, nếu không những kẻ lỗ mạng kia tuyệt đối sẽ cho rằng là ta làm.
Ta giúp sư muội Liễu Như Yên vài chục năm, bây giờ ta sinh tử chưa biết mà nàng lại không chút nào quan tâm, thậm chí còn cùng số mệnh chi tử đi dạo lên chợ đêm. Trần sư huynh đã 7 ngày không trở về rồi, lúc trước hắn nói sẽ không tu luyện, chỉ muốn làm một phàm nhân, lần này sẽ không phải chạy trốn chứ? La sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là liên hệ tông môn đi. Bây giờ mới chỉ qua 7 ngày thôi mà, sư huynh thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện? Ta thấy không cần thiết. Đây không phải Liễu sư muội sao? Thật đúng là có nhàn tình nhã trí. Trần sư huynh đều mất tích nhiều ngày như vậy, ngươi còn có tâm tình đi dạo chợ đêm, ngắm hoa đăng. Nhìn thấy Liễu Như Yên đến, vô Trần Diễu Cần nói, lúc đầu còn cảm thấy Liễu Như Yên cũng không tệ lắm. Dù sao lần Vu Hãm kia hắn thấy đích thật là ngoài ý muốn, chỉ cần xin lỗi, khả năng rất lớn Trần Bì sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng hiện tại xem ra, nhân phẩm của nàng thật là không dám nghĩ. Nơi này chính là Đại Thương Hoàng Thành, có long khí phù hộ, không có khả năng có yêu vật quấy phá, mà sư huynh lại đối xử mọi người thân mật, những đệ tử tông môn khác cũng không có khả năng ra tay với hắn. Vô sư huynh, người đây cũng quá khẩn trương đi. Ta lần này đi mua rất nhiều thứ, các ngươi mau tới đây nhìn xem, nơi này còn có lễ vật của các ngươi. Nhìn xem Liễu sư muội cao hứng bừng bừng, mang một đống đồ vật đến phân cho bọn họ. Một đoàn người cũng không có người nào tiến lên tiếp nhận, trong lòng đều đối với những nỗ lực của sư huynh cảm thấy không đáng. Vài chục năm, sư huynh trọn vẹn chiếu cố nàng vài chục năm, bất kể như thế nào đều sùng ái nàng. Nhưng bây giờ sư huynh mất tích, nàng lại chơi vui vẻ như vậy. Lão Trần người rốt cục trở về. Ta đã nói rồi, sư huynh khẳng định không có việc gì. Các ngươi nhìn cái này không trở về đến rồi sao? Sư huynh, hai ngày này ở Hoàng Thành chơi cũng vui, ta đã chuẩn bị lễ vật tỉ mỉ trả lại cho huynh. Đáng tiếc huynh không có ở đó, nếu không huynh nhất định sẽ bị hoa đăng tối hôm đó làm cho kinh diễm. Vậy cũng quá đẹp. Gần nhất đừng để bá mẫu đi ra ngoài, có mấy tên ma tộc xâm nhập vào Hoàng Thành, chắc cũng là vì nho đạo thánh nguyên. Ma tộc tại Hoàng Thành gặp phải ma tộc phá vọng cảnh, nếu không phải vận khí ta tốt, ngươi thật đúng là không gặp lại được ta. Lời này tựa hồ là giải thích lại như trào phúng. Đám người sửng sốt một chút, lập tức các loại tiếng kinh hô vang lên. Sư huynh, vậy mà có thể từ trong tay ma tộc phá vọng cảnh chạy thoát, hơn nữa còn không bị thương, như này không khỏi cũng quá lợi hại đi. Mà giờ khắc này Liễu Như Yên lại là mắt trợn tròn, sư huynh thật sự gặp phải nguy hiểm. Nhìn thấy Liễu Như Yên cô đơn, Tiểu Vũ vội vàng an ủi, ngươi cũng không biết sư huynh gặp được nguy hiểm, yên tâm đi, chờ sư huynh đạo tâm khôi phục nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Lại nói ngươi bây giờ cũng chỉ là linh hải cảnh, coi như biết sư huynh cũng không nỡ để ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, không phải sao? Tiêu Vũ an ủi một hồi xong, Liễu Như Yên lúc này mới thoải mái. Ta lại không biết sư huynh gặp được nguy hiểm, mà lại coi như biết, ta cũng không làm được cái gì. Vừa thoáng nhìn qua sư muội, Trần Bì trong lòng muốn chửi thề, con mẹ nó, kiếp trước ngươi chính là một con báo thủ. Lão Trần ngươi thành thật bàn giao, có phải là lén lút tu luyện? Con mẹ nó chứ, ta vất vả là mới lên được linh hải cảnh đỉnh phong, mắt thấy là phải gặp phải ngươi, ngươi bây giờ thế mà nói với ta ngươi có thể từ trong tay tu sĩ phá vọng đào thoát, con mẹ nó ngươi là thế nào làm được? Đều nói là vận khí, bên kia không phải có chỗ nghĩa địa sao? Thời điểm ta chạy trốn đến nơi đó, phát hiện có ma tu đang hấp thu tử khí, thế là ta liền lược thi tiểu kế để bọn chúng hộ khác. Hai ngày trước động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là người làm, ta còn tưởng rằng là ma tộc muốn tiến đánh Đại Thương nữa nha. Ta nếu là không làm ra chút động tĩnh, có thể trốn được sao? Đúng rồi, ta mất tích mấy ngày nay, có người tới tìm ta hay không? Nhất là người Vạn Hoa lâu, đám người thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái, lúc này mới trở về từ cõi chết, liền nghĩ chuyện kia. Sư huynh đây cũng quá không theo một khuôn mẫu đi, nhìn xem sư đệ thần sắc cổ quái, Trần Bì rất là không vui, vô Trần thì là một mặt cười xấu xa nhìn xem Trần Bì, coi như tại Vạn Hoa lâu uống rượu có một phen tư vị đặc biệt, ngươi cũng không thể đường hoàng nói ra, nếu không ta lại dẫn người đi kiến thức một chút. Nghe được cái này, mọi người ở đây nhao nhao cúi đầu, muốn cười cũng không dám cười, ngày bình thường sư huynh có đức độ, thế mà đưa đến Vạn Hoa lâu, cái này nếu là nói ra, nữ đệ tử tông môn sợ là muốn điên rồi. Nhìn thấy các sư đệ mặt mũi đều là tràn đầy biểu tình cổ quái, nhanh ngậm miệng đi, ngươi liền đi khắp nơi bại hoại thanh danh của ta, Vạn Hoa lâu đánh chết ta đều không đi, ta đi ngủ đây. Để cho ta rời đi, các ngươi dựa vào cái gì giam giữ ta? Ta muốn gặp Đại Hoàng huynh, hắn ở đâu? Nhanh để hắn tới gặp ta. Công chúa, đừng gọi nữa. Người bên ngoài trông coi ngài là nhận chỉ phục mệnh lệnh của Đại Hoàng tử, bọn họ sẽ không đi thông báo. Vì sao? Vì sao ta nhất định phải gả cho Chu Vương? Đại Hoàng huynh trước kia không phải rất yêu thương ta sao? Ta mới không muốn gả cho lão đầu tử kia. Công chúa, nếu không chúng ta đợi đến thành hôn ngày đó trốn đi. Mặc kệ là phương pháp gì, chỉ có đào hôn khó nhất. Ta là công chúa Đại Thương, đã hưởng thụ đãi ngộ hoàng thất Đại Thương, cũng không thể không để ý đến bách tính được. Ta nếu như chạy trốn, bên phía Đại Chu tuyệt đối sẽ xuất binh với Đại Thương, đến lúc đó cái khác chư hầu nhất định sẽ tham chiến, không may nhất chính là bách tính. Ta tuyệt không thể để loại tình huống này phát sinh. Lộ muội, người vẫn thiện lương như vậy làm cho đau lòng người, không phải chỉ là Chu Quốc thôi sao? Tam ca ngươi khi nào sợ qua bọn hắn? Tam ca, ta không muốn gả cho Chu Vương, ngươi mau cùng phụ hoàng nói một chút, ngươi nắm giữ 30 vạn binh mã Đại Thương, ngươi đi nói phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý. Lời này của ngươi cũng chờ nói lung tung, không biết còn tưởng rằng ta muốn bức thoái vị đâu. Vậy ta thật phải gả cho Chu Vương sao? Nghe đồn Chu Vương kia hảo sắc thành tính, nữ nhân bên cạnh cho tới bây giờ đều không sống qua một năm. Ngươi không phải là muốn tìm Trần Bì sao? Hắn trở về rồi, ta có cái biện pháp, nhưng để ngươi không cần gả cho Chu Vương, bất quá có thể sẽ tổn thương danh dự của ngươi. Ngươi không phải là muốn đem hắn chút cho quả chén, sau đó
Không hổ là muội muội thông minh của ta, phẩm tính Trần Bì người này ngươi cũng biết, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí hôn phu. Hơn nữa, thiên tư bối cảnh đều không sợ Chu Quốc chút nào, lại càng không sợ đại hoàng huynh. Cái này có thể thành sao? Yên tâm đi, nếu ngươi không quan tâm thanh danh, trước hết cùng ta xuất cung, cái khác giao cho ta là được. Cái này được. Đã muốn làm một phàm nhân, vậy liền không thể đắc tội hoàng thất đại thương này. Vô Trần, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đến phủ thượng tam hoàng tử đi. Nhưng thiệp mời này chỉ mời mình ngươi, ta đi không thích hợp. Ta cũng không muốn tham dự hoàng thất chi tranh, có ngươi bồi tiếp, ta cũng để phòng tốt một chút lời đồn đại. Sư huynh, không ngại thì mang theo ta cùng sư tỷ đi. Tỷ ngươi. Sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Sư đệ, ngươi nói sư huynh đến cùng lúc nào mới có thể biến trở về lại? Liệu Như Yên hốc mắt sưng đỏ, giống như là một đóa bạch liên hoa, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Nàng cảm giác Trần Bì không giống như là đạo tâm bị hao tổn, mà là thật rất chán ghét. Tiêu Vũ vội vàng tiến lên một bước, cầm lấy tay Liệu Như Yên, cùng sử dụng tay áo nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên khóe mắt nàng, sau đó an ủi. Sư huynh nhất định sẽ biến trở về lại, ngươi không phải nói sư huynh cần đại nho kinh văn sao? Ngươi yên tâm, coi như sư huynh không thành công, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đạt được. Cảm ơn ngươi tiểu sư đệ. Hừ, trước kia đại sư huynh tính cách nhu hòa, đối với người nào đều là khách khách khí khí, hơn nữa còn sẽ không cự tuyệt người khác. Cái dạng người tốt này, ta rất dễ nắm. Nhưng bây giờ sư huynh, ta thật là nhìn không thấu. Giao giao, ngươi nói Thanh Vân Kiếm Tông đi tới phụ tam hoàng tử làm cái gì? Chẳng lẽ lại là dự định tham dự thay đổi vương triều thế tục? Trần Bì tính tình ôn hòa, không thích trần thế, mà lại cực thủ lễ pháp. Tu sĩ không được tham dự thay đổi hoàng vị, nếu là quy củ, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự nửa phần. Huống chi ngươi cảm thấy một tên kiếm sĩ sẽ có đầu óc nghĩ những thứ này sao? Cũng đúng, cái này đến đồ đần cũng nghĩ được. Kỳ quái, vậy bọn hắn đây để làm gì? Hẳn là tam hoàng tử biết được tin tức Trần Bì đến đại thương, muốn mời hắn một lần. Về phần nói nhiều người như vậy, có lẽ là nghĩ ăn trực đi. Dù sao Thanh Vân Kiếm Tông cơm nước hoàn toàn chính xác khó mà nuốt xuống. Không sao chứ Giao Giao? Không sao, các người trò chuyện đi, ta đi nghỉ trước. Cũng không biết đạo nhỏ đạo thánh viện có giải quyết được bệnh tình của Giao Giao hay không, chỉ hy vọng lần này không phải tay không trở về là được. Lục muội, buổi tối hôm nay sau khi Trần Bì xảy rượu, ta sẽ đến ngủ lại bên trong phòng khách. Nếu ngươi cũng có ý nghĩ này, nhưng cái khác ta đều mặc kệ. Ta biết rồi Tam ca. Nhìn xem muội muội thẹn thùng, tam hoàng tử trong lòng bụng như nở hoa, cuối cùng vẫn là tâm tư thiếu nữ, sao có thể đối với thiên kiêu chi tử như Trần Bì mà không có một chút ý nghĩ nào. Vì thoát khỏi vận mệnh trói buộc, đại thương công chúa Triệu Linh Nhi quyết định dùng mỹ nhân kế với Trần Bì, mà Trần Bì sinh sống tiêu sái bên trong thế tục. Lúc này mới lôi kéo cả đám người Vô Trần đi tới phụ thượng của Triệu Vô Cực. Vô Cực điện hạ, ta đến sớm như vậy, ngươi không ngại chứ? Trần công tử nói đùa, ngài có thể tiếp nhận lời mời của ta là vinh hạnh của ta. Ta giới thiệu một chút, đây là lục muội ta, Linh Nhi. Nàng từ nhỏ đã thích vũ đao lộng thương, cho tới nay đều ngưỡng mộ Trần công tử. Trần công tử, giờ phút này Triệu Linh Nhi bày ra một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng, hướng đến Trần Bì nhẹ giọng như nước. Thấy cảnh này, Vô Trần cùng người khác đứng ngu người ra, lập tức hiểu được Triệu Vô Cực mời khách là có nguyên nhân, có cho hay để xem rồi. Mà Liệu Như Yên chăm chú nhìn hai tay nắm chặt lại, răng nghiến vào nghe kèn két. Nhìn về phía Triệu Linh Nhi, ánh mắt bên trong đúng là định ý cùng khinh thường. Người sư huynh thích là đại sư tỷ, đến ta cũng chỉ xem như sư muội, làm sao lại có thể thích một công chúa vương triều như ngươi? Linh Nhi công chúa không hổ là thiên chi kiều nữ, không chỉ đạt đến ngũ phẩm võ giả, tựa hồ còn tu tập nho đạo, thật đúng là để cho người ta khả kính khâm phục. Được khen một cái như thế, Linh Nhi vốn là đỏ lên mặt càng lộ ra kiểu diễm ướt át. Công tử quá khen, chỉ tiếc nho đạo phu tập nữ tử cho dù có tài hoa, nhưng cũng không thể tiến vào nho đạo thánh viện. Nàng đã có được tài hoa như nho gia môn sinh, dù vào không được thánh viện, nhưng thế tục khuôn sáo lại không khóa được một người kinh nghiệm như nàng. Triệu Linh Nhi đôi mắt đẹp óng ánh, sững sờ nhìn Trần Bì, trái tim thình thịch nhảy không ngừng. Hắn đây là tại tán thưởng tài hoa của ta sao? Đây là thư tịch hôm qua ta lấy tại thư phòng, trong đó có một cái gọi Lý Thanh Chiếu tài nữ, đồng dạng là kinh diễm thế tục, thi từ của hắn nói không chừng có thể trợ giúp tài hoa cho nàng tu luyện, xem như là món quà gặp mặt đi. Lý Thanh Chiếu, ánh mắt mọi người nho nho chuyển hướng Tiểu Vũ, đây không phải là danh tự mà tên tiểu tử kia nói bên trong Vạn Hoa lâu sao? Đi đến Tiểu Vũ đọc lên bài thơ kia, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn xuống cuốn thư tịch trong tay Triệu Linh Nhi.
cũng không biết kia bài thơ kia có ở trong này hay không. Nếu ở nơi đó Tiểu Vũ đem mặt mũi làm mất hết, ngày tiếp theo Tông Văn cũng sẽ hổ thẹn. Làm sao có thể, tên kia không phải bị ta giết rồi sao? Hoa Hạ Thi từ làm sao còn xuất hiện? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm bộ sách, trong lòng rời sông lấp biển. Triệu Linh Nhi dư quang liếc mắt Tiểu Vũ, gặp hắn thần sắc như thường, cũng yên lòng mở ra. Một bài lần đầu ánh vào não hải, ánh mắt cũng từ ban đầu hoài nghi biến thành sợ hãi thán phục. Trong đại sảnh lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, mỗi người đều khẩn trương nhìn xem Triệu Linh Nhi, thậm chí đưa cổ muốn nhìn một chút đến cùng viết cái gì. Theo thời gian trôi qua, Triệu Vô Cực rốt cục nhìn không được lên tiếng nói. Lục muội, trong sách này đến cùng viết cái gì mà thất thần như vậy? Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Bị cái câu thơ phóng khoáng làm chấn kinh, Triệu Linh Nhi không tự chủ được điều động thể nội tài vận. Mà lúc nàng đọc xong bài thơ này, chỉ là giữa thiên địa đột nhiên ngưng tụ ra một sợi tài vận chui vào trong cơ thể của nàng. Cái này khiến Triệu Linh Nhi cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái. Lục muội, ngươi đột phá đến cửu nhân, ta thế mà thật đột phá đến cửu nhân. Hưng phấn kích động, các loại cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn. Hắn gặp một lần nữ tử không đến 20 tuổi đã đạt tới cửu nhân. Kích động qua đi, Triệu Linh Nhi liền tranh thủ trả sách lại cho Trần Bì. Trần công tử, cái này quá quý giá. Đồ vật đã tặng ra ngoài hà có đạo lý cầm về, mà thứ này Thi Thư Trai đều có bán, cũng không được tính là chân quý. Có bán sao? Cái này sao có thể? Văn nhân làm thơ, thể nội tài vận sẽ theo hạ bút tự chủ thôi động. Chỗ lấy chi câu đều sẽ phản hồi tự thân. Mà vừa rồi kia là lần đầu ta được luồng tài vận thứ nhất. Ngươi nói, Lý Thanh Chiếu không phải nho đạo tu sĩ ở nơi này? Thơ này ngươi là người thứ nhất dùng tài vận niệm ra. Không sai, bài thơ vừa rồi xem như là của ta. Vô Trần có chút ngẩn người. Không phải, cái nào sao có thể là của ngươi? Không chỉ là hắn, các đệ tử của Thanh Vân Kiếm Tông cũng không rõ. Tác giả rõ ràng là Lý Thanh Chiếu. Vì sao Triệu Linh Nhi nói chỗ niệm bài thơ kia đã là của nàng rồi? Trần Bì ra vẻ giận mình nói, ý của nàng là để hạng người văn tài nổi bật tại lúc làm thơ hướng trong đó rót tài hoa vào, sau đó giao cho người cần. Khi hắn dùng tài hoa lúc đọc lên bài thơ kia, thơ lập tức được văn thánh thừa nhận, mà người làm thơ liền trở thành người đọc thơ. Không sai, chính là ý này. Nếu nói như vậy, ta đi tìm một người khác làm thơ, vậy mình chẳng phải có thể nhanh chóng tăng lên tu vi nho đạo? Nào có đơn giản như vậy, văn nhân đều có ngông nghênh của mình. Cái này cuối cùng chỉ là tiểu đạo, mà ai có thể một lúc viết ra nhiều tác phẩm xuất sắc truyền thế như vậy? Hiện tại các ngươi nên hiểu tầm quan trọng của mấy bản sách này đi. Sách này ta không thể nhận. Ta nói cô nàng này làm sao lại ngu xuẩn như thế, đều nói là mua rồi. Nếu là lễ vật của Trần công tử, lục mọi người hẳn là nên nhận lấy mới đúng. Triệu Vô Cực cũng không nguyện ý đem những sách này trả lại, dù sao đều muốn trở thành muội phu của mình, coi như là sớm thu xính lễ. Tăng ca, Triệu Linh Nhi có chút tức giận, lúc đầu bọn họ là muốn tổn thương danh dự của Trần Bì, hiện tại lại nhận lấy những sách này, vậy nàng về sau có còn làm người nữa hay không? Không sao, lát nữa ta liền cho quản gia đi thư phòng, lại mua mấy quyển cho Trần huynh đệ là được rồi. Nghe được lời của Triệu Vô Cực, Triệu quản gia liền một mình rời đi. Nhìn thấy lưng của Triệu quản gia, Tiêu Vũ mưu sát ám trầm, trong nháy mắt liền hiểu hắn đây là dự định đi thư phòng. Trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần lo lắng. Từ Triệu Linh Nhi niệm xong kia bài thơ về sau, hắn liền phát hiện Thi Từ Hoa Hạ thật bị y nần ra. Sư huynh, ta cũng muốn đi thư phòng xem thử. Sư đệ, ngươi thiên phú luyện kiếm vốn là chênh lệch, hào hào tu luyện kiếm đạo mới chính là chân lý, đừng mơ tưởng xa vời, nho đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Vũ trượt một cái, trong lòng đột nhiên dấy lên một đoàn lửa giận. Cái tên gia hỏa người suốt ngày giáo huấn ta, không phải chỉ là thiên phú tốt một chút sao, nhập môn sớm một chút sao, có tư cách gì giáo huấn ta? Sư huynh nói đùa, đại sư tỷ không phải thích xem sách sao? Ta nghĩ nên đi mua mấy quyển cho sư tỷ nhìn xem. Ta luyện kiếm đều luyện không tốt, làm sao lại đi nhục nho đạo? Nhưng trong cơ thể người có tài hoa, tuy nói chỉ là khó khăn lắm đạt đến cùng sinh. Luyện kiếm là luyện kiếm, học văn là học văn, chỉ có một lòng mới có thể có chỗ cho kiếm thuật. Khó trách ngươi kiếm thuật kém như vậy. Vô sư huynh, ngươi là có ý gì? Tiểu sư đệ mới nhập môn không đến một năm mà thôi, liền đột phá đến linh hải cảnh, mở miệng chưa từng có lời biếng, còn lợi hại hơn ta. Đúng. Vô số tài nguyên đập xuống mới linh hải nhị trọng. Tiểu sư đệ của Nhiên Thiên Tử chắc tuyệt. Vừa nghĩ tới vài ngày trước Trần Bì mất tích, Liễu Như Yên còn cao cao hưng hưng bồi tiếp Tiểu Vũ đi dạo phố, Vô Trần liền giận không chỗ phát tiết. Liễu Như Yên, ngươi tính là cái đồ chơi gì? Tài nguyên tu luyện của Trần Bì thành tay đều cho ngươi, ngươi bây giờ thế mà mới linh hải đỉnh phong. Ngươi, Liễu Như Yên bị nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể làm bộ dạng đáng thương nhìn về phía Trần Bì. Sư huynh, dù là thanh âm nhu mềm cũng không làm cho Trần Bì nhìn nàng ta thêm một chút, vì tỏ ra vô cùng đáng thương để đạt được sự yêu mến này của ngươi, đời trước ngươi làm ra không ít lần. Ta gọi Tiểu Vũ là một người xuyên không, ta vốn cho là có thể dựa vào Thi Từ Hoa Hạ thành tựu môn sinh, làm sao người đường viết ra một nhỏ tạp lạp gạo. Hắn không chỉ có thể đọc thuộc lòng Thi Từ Hoa Hạ, còn nói rõ thư phòng Nhật Thành Đông có xuất bản, vì để tránh cho Lâm vào đạo văn phong, ta quyết định sẽ trừng phạt hắn. Không ngờ tới cuối cùng vẫn là bị người khác phát hiện. Sư huynh, ta sai rồi, người cũng biết, ta vài ngày trước tại Vạn Hoa Lầu viết một câu thơ, tiểu thi kia thế mà bù đắp tất cả. Tuy nói trong đó một câu là ta viết, nhưng nếu là bài ca này xuất hiện tại bên trong thi tập, chỉ sợ có hại đến danh dự tông môn. Ta đây cũng là vì tông môn mà suy nghĩ. Chuyện này dừng ở đây, về sau đừng lại kiếm chuyện cho ta. Nơi này cũng không phải tông môn, ngươi quả nhiên vẫn là cái loại người tốt. Thế mà thu một người tâm thuận bất chính làm đồ đệ. Ta nhìn Tây Nhạc Hiền Tôn ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Đêm nay yến hội ta liền không tham gia. Nếu là muốn giải trừ hôn sự của ngươi, không ngại đi tìm Tử Vân Tông che chở, có lẽ hắn có thể giúp ngươi giải cứu nhân hoàng. Đa tạ công tử dài hoặc. Thiên đạo, ta hiện tại có bao nhiêu điểm thiên mệnh, chắc mò đi gián quan hệ tương lai nữ đế cùng Tiểu Vũ.
Diên Hoan tại đại thưởng chuyện hoang đường, thu hoạch được 2.000 điểm giá trị thiên mệnh. Đoạn đi con đường nhập đạo của Tiêu Vũ, thu hoạch được 1 vạn giá trị thiên mệnh. Trước mắt giá trị thiên mệnh là 12.300 điểm. Trần Bì sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì trong tông môn có một chiếc mệnh hồn đăng của mình. Vô luận hắn trốn đến nơi nào, tông môn có thể thông qua vận mệnh đăng diễn xuất ra vị trí của hắn. Mà thiên đạo nói cho hắn biết, chỉ cần thu hoạch được đầy đủ giá trị thiên mệnh, hắn liền có thể luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân Trần Bì, sau đó đem hết thể nhân của tài giá cho hóa thân. Như vậy sẽ không ai có thể biết hắn ở đâu. Hiện tại chỉ kém 200 điểm giá trị thiên mệnh, ta cuối cùng cũng tự do rồi. Trần sư huynh huynh làm sao vậy? Nhìn tâm tình tựa hồ không tệ. Yêu, đây không phải vị kém chút là trở thành vị hôn thê của ta Tiểu Giao Giao sao? Lâu rồi không gặp, Trần sư huynh làm sao trở nên nói năng ngọt sắc vậy? Ta cũng đâu có nói sai, chỉ là đáng tiếc tông chủ không đồng ý. Nếu không năm đó ta đã thành vị hôn phu của ngươi, chỉ cần Trần sư huynh đồng ý, ta có thể để mẫu thân lại đi một chuyến đến Thanh Vân Kiếm Tông. Đừng. Kỳ quái, gia hỏa này trước kia thế nhưng là chỉ thích Lục Tuyết Thiền, hơn nữa cũng chưa từng cùng nữ tu khác nói đùa. Hôm nay thế mà lại đem hôn sự ra nói đùa. Trần Bì này nhất định có vấn đề. U tỷ, tỷ giúp ta đi thăm dò hắn. Ngoạ tào, ngươi thật đúng là tên quái vật. Chỉ là đùa một chút mà thôi, đến cái này cũng muốn tra ta. Khó trách kiếp trước có thể để cho ma tộc ăn thua thiệt nhiều như vậy. Tâm tư này cũng quá nhỏ đi. Bích Giao, ngươi trợ chấm thoát ly của nắm giữ quỷ linh môn, không biết cần phải ban thưởng cái gì. Bệ hạ chính là nhân hoàng đại thương, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến tổn vong của bách tính đại thương. Cứu chữa bệ hạ là chuyện đương nhiên, tu sĩ giảng chính là nhân quả, nếu không phải không có hắn, Triệu Long Thành cho đến chết khả năng đều là khối lỗi. Ân tình nhân hoàng, hắn cũng không muốn gọi chút ban thưởng là đuổi. Giữ lại tương lai nói không chừng cần phải nhờ đến. Như vậy đi, ta nhìn thân thể ngươi tựa hồ có chút vấn đề, Hàn Nguyệt Tuyền đối ngươi có lẽ có trợ giúp, ngươi có thể đi thử một chút, về sau nếu là có gì cần, có thể tới tìm cô. Đa tạ bệ hạ. Triệu Vô Cực, có Nhi Thần, cô mệnh người dẫn đầu 15 vạn thiết kỵ đi Long Đài trạm thứ 7, san bằng quỷ linh môn. Nhi Thần tuân chỉ, đại thương sừng sướng, vạn dân chưa từng e ngại bất kỳ tu sĩ nào. Tu sĩ cũng chưa từng tham dự hoàng quyền chi tranh, không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu nhân từ, mà là bọn hắn e ngại Long Đài. Long Đài trung 9 tầng, chính là nhân hoàng đời thứ nhất đại thương chế tạo, chính chuỗi nhân hoàng kiếm, càng lên cao nhân hoàng kiếm lực lượng càng mạnh, mà tầng thứ 9 nhân hoàng kiếm, thậm chí có thể chém giết tạo hóa đêm nhiều lần. Linh Nhi, còn tiết Long Đài 6 tầng bảo kiếm, lãnh binh 10 vạn, quét sạch đạo tặc tà tu đại thương. Nhi Thần tuân chỉ. Đây chính là thân ngoại hóa thân, người xác định sẽ không bị phát hiện. Người yên tâm, chỉ cần không phải tiên nhân, tuyệt đối không phát hiện được đây là hóa thân. Ta hiện tại rốt cuộc cũng hiểu tiền là vì sao giết không chết Tiêu Dao, nguyên lai đều là bởi vì ngươi. Bất quá cái đồ chơi này đắt như vậy, Tiêu Vũ đến cùng làm thế nào mua nổi nhiều như vậy? Mặc kệ quá khứ trước kia, yêu hận tình cứu, tạm biệt. Sau đó Trần Bì đổi một bộ dung mạo liền rời khỏi hoàng thành. Chẳng lẽ vài chục năm giáo dưỡng tri ân, cũng bởi vì một lần sai lầm liền muốn toàn bộ phủ nhận sao? Người đã ly khai tông môn, rời khỏi tiểu trúc phòng đối ngươi mà nói là một loại giải thoát. Đừng mà, công tử, mau cứu ta. Tiểu tử thối, ta khuyên ngươi không nên lo chuyện bao đồng, nhanh cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta đào hạ không lưu tình. Được rồi, ta cút ngay đây. Tiểu nương tử, xem ra ngươi xin giúp đỡ người tựa hồ không được. Tôn chủ, thanh niên kia chạy, kẻ này tư chất không tệ, kinh mạch toàn thân cường độ cũng là gấp mấy trăm lần thường nhân, quả thực chính là kỳ tài tu luyện. Chỉ cần bồi dưỡng thêm chút, sinh tử trải qua không đáng kể, ta muốn thêm nữa. Ngươi ngược lại là chạy, tiếp tục chạy đi. Mỹ nữ, không biết tiểu nhân đắc tội người chỗ nào. Lâm Hải Cảnh đỉnh phong chỉ cần lụm đầu tam bình ngũ chỉ hẳn là rất dễ dàng. Đây không phải nhìn ngài ở nơi đó sao? Chỗ nào còn đến ta? Chẳng lẽ ngươi đã sớm nhìn ra tu vi của ta? Ta cũng không có nhìn ra tu vi của ngài, ta chỉ là không muốn rước họa vào thân mới không xuất thủ cứu. Chẳng lẽ lại ngươi còn sợ bọn ta mình ngũ chỉ? Hay là nói lão nương ta xấu xí? Nếu không cho câu giải thích hợp lý, ta không ngại thế ngươi. Nơi này khoảng cách hoàng thành rất gần, ta phỏng đoán thổ phỉ kia sau lưng khẳng định có chỗ dựa, nếu không bọn hắn làm sao dám làm càn như thế. Ta là người tiếc mệnh, không dám đắc tội quan gia, cái này còn tạm được. Theo ta đi, quân chủ nhà ta muốn gặp ngươi. Xong rồi. Diệp Thất Thất của Nhiên trong xe ngựa, cái mị lực đáng chết của ta, thiên đạo, nhanh cho ta món trương thuận không phục. Thật xin lỗi, giá trị thiên mệnh của ngươi không đủ, không cách nào luyện chế. Hắc hắc, lúc đầu không để cho ngươi trở về làm phàm nhân, đã vọng không được, còn không bằng để ngươi đi cùng người khác. Ma chủ cùng yêu chủ đều không hợp nhau, Tiêu Vũ thành công rất lớn một phần là bởi vì yêu chủ. Chỉ cần ngươi đi theo, tương lai nhất định có thể đối đầu. Chuyện tốt như vậy, ta làm sao có thể không giúp ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, Long Thành ý thức thức tỉnh, có thể ngăn cản mưu đồ của Tiêu Vũ tại Đại Thương Triều. Phần công lao này không có một vạn giá trị thiên mệnh cũng có mấy ngàn chứ. Ngươi liền cho lão tử 300, ta đều không nói ngươi. Hiện tại liền hỏi ngươi muốn cái đao mệnh phù, ngươi cái này cũng không nguyện ý cho ta. Nếu ngươi đều biết, vậy ta cũng không gạt ngươi nữa. Số còn lại là ta hố ngươi đó. Có bản lĩnh ngươi đánh ta à?
thiên đạo biết Trần Bì muốn đánh hắn, trừ phi trùng tu quỷ đạo, nếu không tuyệt đối không thể. Trần Bì hận đến nghiến răng. Thiên đạo, ngươi, các thằng ra đó làm gì, đi nhanh lên. Trần Bì khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói không đi, nhưng nếu là nói ra thật, kia đừng nói là không thể thành phàm nhân, đến quỷ sợ cũng không làm được. Bản tọa quỷ tổ từng lấy sức một mình ngăn cản khí vận chi tử luyện hóa phương thế giới này, thật là không ngờ lại chết trong tay những người ta tin tưởng nhất. Cuối cùng thiên địa đại kiếp giáng lâm, đến ngay cả thiên đạo cũng bị khí vận chi tử luyện hóa thảm. Trong tuyệt vọng, chúng sinh nguyện ý một lần nữa ngưng tụ ra thiên đạo, mà thiên đạo giúp ta sống lại. Nhưng hôm nay ta chỉ muốn cách những người kia xa xa, thế là ta phí hết tâm tư đổi với thiên đạo một bộ thân ngoại hóa thân, còn không tiếc tàn hết tu vi tông môn, chỉ vì để hóa thân nhận hết thảy những nhân của cuộc kiếp này, sau đó nhanh chóng rời đi. Làm sao đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vừa vượt qua một ngọn núi liền đụng phải lâu chủ Diệp Thất Thất. Tôn chủ, tiểu tử này ta mang về cho ngài. Quan bối thần thần bái kiến tiền bối. Vào đây đi, nếu ngươi dám làm điều gì bất kính với tôn chủ, ta liền bóc hai mắt của ngươi ra. Xì, ai thèm nhìn chứ. Bên trong xe ngựa tỏa ra mùi thơm nhàn nhàn, khiến cho người ta một cảm giác tâm thần thanh thản. Trần Bì lập tức liền hiểu đây là mê hương. Tiền bối, ta chính là một tán tu, ngày bình thường chính là giúp người làm niềm vui, chưa hề làm qua chuyện thương thiên hại lý, nếu không ngài vẫn là thả ta rồi đi đi. Ngươi không sợ ta, nhục thể của ngươi cùng linh hồn đều rất mạnh. Tuy nói ngươi tu luyện công pháp rất tạp, nhưng tự hồ là cố ý gây nên. Trần Bì giật mình, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Tán tu tuy nói là thiên tư không tốt, lại khó mà bái nhập vào tông môn, nhưng bọn hắn đối cường giả có thiên nhiên kính sợ, cũng không dám tùy tiện đắc tội bất luận kẻ nào. Vì nắm lấy cơ hội đạt được hoàn thiện hệ thống tu luyện, đạt được nhiều tư nguyên hơn, Azure nịnh hót là trạng thái bình thường. Vị tiểu công tử này, không biết có thể nói cho nô gia ngươi đến cùng là thân phận gì? Ta trước kia là đạo tử đỉnh phong tu sĩ, vì tranh đoạt bảo vật giết chung môn đệ tử, sợ bị trả thù, lúc này mới đổi nghề cùng một thế hệ khác. Trần Bì một mặt si mê, đem tất cả bí mật của mình đều nói ra. Quả nhiên không có bất kỳ người nào có thể trốn được mỹ thuật của tôn chủ. Ngươi đến cùng muốn làm gì ta? Nếu ngươi định tìm nơi trốn đi tu luyện, không bằng liền theo ta đi, ta còn có thể chỉ đạo cho ngươi. Trần Bì tự biết đã trốn không thoát, quyết định gật đầu. Quân chủ, chúng ta lần này thế nhưng là ở lãnh địa nhân tộc, một mực mang theo hắn chỉ sợ không an toàn đi. Không sao, cho dù bại lộ lại như thế nào, nhân tộc lại có bao nhiêu người có thể giết ta, coi như muốn giết, đại giới cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Ngốc nương môn chính là ngốc nương môn, ngàn năm sau ngốc, ngàn năm trước càng ngốc, huyện thuật nho nhỏ còn có thể làm gì ta? Điện hạ, còn 300 dặm nữa là đến thành Bắc, chúng ta có cần để thành chủ ra nghênh tiếp hay không? Không cần, dám xuất thủ đối với phụ hoàng ta, ta hận không thể hiện tại liền đem quỷ linh môn truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Chư vị, các người bây giờ muốn lui ta không ngăn cản, phía trước chính là thành Bắc, có thể xuống ngựa đi nghỉ ngơi một chút, chờ bản vương thắng lại đi tìm chư vị ôn chuyện. Khống chế thần hồn nhân hoàng, cái này cần ngăn cản đại thương khí vận, xuất phát trước đáp ứng ta, cho sau khi đại chiến kết thúc, để ta bắt mấy cái cao tầng hỏi một chút tình huống, ta đây đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tử Vân Tông là lấy thần hồn nhập đạo, trước tu hồn sau tu thể, nếu là có thể từ quỷ linh môn bên trong dò một chút đạo diệu, đối với hắn con đường tu luyện có thể tăng lên rất nhiều. Ngươi không tiếc lấy bản nguyên chi lực thôi động bí thuật giúp phụ hoàng ta tỉnh lại, chút yêu cầu nho nhỏ đó ta tự nhiên sẽ thỏa mãn. Đa tạ, là sư tôn ra lệnh cho ta đến, ta ngược lại thật ra muốn đi thành Bắc tu hành, bất quá sau khi trở về ta sợ không được giao nộp tốt. Được, nếu tất cả mọi người không rời đi, vậy chúng ta liền chỉ đạo Hoàng Long cùng nhau diệt quỷ linh môn. Đã qua hai thời thần rồi, ngươi đến một con cá cũng không câu được. Còn câu nó làm gì? Ai nói ta không có câu đi lên, ta nhìn cá đáng thương, liền thả nó đi. Con cá nhỏ không bằng đầu móng tay, lấy nó làm mồi câu cũng không đủ, chẳng lẽ không nên thả sao? Câu cá khảo nghiệm chính là kiên nhẫn. Kiên nhẫn đó có biết hay không, không hiểu liền tránh qua một bên đi. Cái con người này, đồ ăn coi như xong, còn không cho người khác nói đúng không? Đây không phải là cô dọa cho cá thả ta sợ chạy hết rồi, ta trước kia câu cá tối thiểu cứ một bước 3 cân. Bị cô dọa sợ chạy hết rồi, tỷ, ta cũng không tin, để cho ta thử một chút. Sớm biết cũng không cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, suối quẩy. Ngươi lấy cờ cũng thật nhiều, đồ ăn chính là đồ ăn cần phải luyện nhiều có biết không? Con đứng ngay đó làm gì? Mau đem những con cá này nướng đi, chờ chút ta để ngươi ăn nhiều một con. Không nghĩ tới thực lực ngươi không ra làm sao, về phần nướng cá cũng thật không tệ. Đó là tự nhiên, ta tu luyện không phải là vì một miếng ăn sao? Ta vốn còn nghĩ tránh né phần hương cốc truy sát, về sau mai danh ẩn tích mở tiệm cơm đấy. Lấy chủ nghệ này của ta, phóng tới tu tiên giới người có thể so sánh được có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến lúc đó ta liền mở một tiệm cơm bên đường cho tu sĩ nhẹ nhõm nghỉ ngơi. Sau đó ta chém giá hắn 18 khối linh thạch cũng không quá phận chứ. Ngươi còn dám chém, dùng linh lực bao quanh con cá, giữ lại được mùi thơm đồng thời cũng không để bên ngoài bị cháy. Sử dụng loại cỏ không biết tên bám vào cho ra mùi thơm đặc thù. Nướng xong thì căn đầy có giãn, xem ra ngươi đối với trưởng khống linh lực cũng không tệ lắm. Nếu đã như vậy,
Không phải về sau cơm nước đều giao cho ngươi như thế nào? À? À cái gì à? Tôn chủ đây là để mắt ngươi. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Đi Bắc Thần gặp một vị cố nhân. Cố nhân? Tam hoàng tử, Quỷ Linh Môn cùng đại thương trước nay nước sông không phạm nước giếng. Người lãnh binh xuất thủ đối với tiên môn, chẳng lẽ lại là muốn cùng toàn bộ tiên môn làm địch? Quỷ Linh Môn các người lấy khống hồn chi thuật mưu toan khống chế nhân hoàng. Tội này đáng trả. Hôm nay Quỷ Linh Môn toàn bộ hủy diệt đi thôi. Phạm nhân, con là thật muốn cùng ta Quỷ Linh Môn đối nghị. Quả thiên cảnh bất quá chỉ như thế. Tam hoàng tử uy vũ, tam hoàng tử uy vũ. Tao trăm trượng cường thiết cự nhân, bọn tao, Trần Si Phu mà si sao? Đó là cái gì? Quỷ Linh Môn am hiểu thần hồn cùng khôi lỗi thuật. Đó hẳn là dùng cơ quan thuật sáng tạo ra con rối đặc thù. Mặc kệ ngươi là cái gì, mạnh hơn cũng đánh không lại nhân hoàng kiếm trong tay của ta. Kiếm đến. Sâu kiến, ngươi không phải nhân hoàng, càng không phải là đại thánh đỉnh phong. Thời gian uy lực ngươi không phát huy ra được. Cự nhân bề ngoài có một tầng hộ thuẫn. Đây là nguyên nhân ngăn trở phi kiếm. Muốn đánh tan hắn, nhất định phải tìm được trận nhãn. Chân thực chi nhãn, mở. Áo giáp dũng sĩ chi ma, Quỷ Linh Môn thời gian mấy ngàn năm mới sáng tạo ra tuyệt thế thần khí. Liền xem như sinh tử cảnh cũng không có khả năng sinh khí mảy may. Chỉ bằng các ngươi những sâu kiến này, các ngươi còn muốn giết cả thần. Mỗi đạo đinh lực kiếm khí đều hướng đến hội tụ trong tay của cự nhân. Năng lượng nhiếp nhân tâm phách khiến tu sĩ ở đây sợ hãi. Một khi đòn được hội tụ thiên địa chi lực này mà đánh xuống, tuyệt đối không ai còn sống. Tìm được rồi, ở chỗ trước ngực. Chỉ cần đem phá hủy, liền có thể ngăn chặn hành động cự nhân. Để cho ta tới, Giang Sơn không phụ anh hùng nước mắt. Kết thanh lợi kiếm phá thần công. Quỷ Linh Môn dĩ hạ phạm thượng, đáng chém. Nhân hoàng kiếm của Nhiên lợi hại. Không đúng, có lẽ vẫn còn chưa kết thúc. Đa tạ tay nhạc tiên tôn cứu giúp. Không cần đa lễ. Họa tao, ta đã nói giống như quên thứ gì đó. Lão bản nương, cho bác phong tình bốn thập cầm cay. Lại đến bình 82 năm tiết bích ép một chút. Được rồi, mời khách quan ngồi. Ta cũng muốn một bát phong tình bốn thập cầm cay. Tới ngay đây. Khách quan đây là người bốn thập cầm cay cùng tuyết bích. Đáng thương phòng đinh cùng cảnh cốc. Có sơn bắt đầu người về trong mộng. Lão bản, giúp ta đưa một bình tận thương cho khách nhân đối diện đi. Kiên ngàn tổn thương thế nhưng là mối tình đầu của sư tôn. Diệp Thất Thất này thật là dám nói. Nghe nói Trần công tử tới thành Bắc, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử vừa đi cùng. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Diễm phúc không cạn anh lão Trần, nhân cách mị lực. Các ngươi ghen tị không được, không được sư huynh. Ngươi chuyển đi này, xứng đáng với sư tỷ sao? Tiểu thư thế ra thành Bắc mà thôi, làm sao có thể so với sư tỷ chứ? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta thừa nhận ta trước kia thích sư tỷ, nhưng đó là bởi vì nàng cứu ta khi nhỏ. Hành vi trước kia của ta có lẽ cho sư tỷ mang đến hiểu lầm. Nhưng ngươi nói cho ta, ngươi là từ đâu có thể thấy được sư tỷ là thích ta? Ngươi chẳng lẽ không biết sư tỷ tu chính là thái thượng vô tình đạo sao? Nàng chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Những năm này ngươi cùng nàng chuyện xấu chỉ nhiều không ít. Tuy nói sư tỷ chưa bao giờ ra mặt chứng trong sạch, nhưng đủ thấy trong lòng của nàng có ngươi. Ngươi làm như vậy để tiên môn đệ tử như thế nào đối đãi sư tỷ? Nghe được cái này Trần Bì rơi vào trầm tư. Kiếp trước Lục Tuyết Thiền vì Tiêu Vũ mấy lần trị hắn vào bất nghĩa, thậm chí vì Tiêu Vũ đem tình cảm lừa gạt Trần Bì, cuối cùng càng là một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Loại người này coi như thật thích hắn lại như thế nào? Cô ta xứng sao? Ta mặc kệ nàng có thích hay không, nhưng bây giờ ta đối với nàng không một chút ý nghĩ. Ngư khí quyết tuyệt như vậy để Liễu Như Yên có chút bố thí. Sư huynh trước kia thích nhất chính là sư tỷ, hiện tại vì sao lại như vậy chứ? Sư huynh ngươi đến cùng làm sao thế? Coi như ngươi muốn đoán cũng nên đoán ta à? Là ta bị mê hình chế mới hiểu lầm ngươi. Là ta mới khiến cho ngươi kém chút tịch thu không bạch chỉ đoán. Sư tỷ có lỗi gì? Nói xong nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Liễu Như Yên mắt đỏ nhìn về phía Trần Bì, quật cường lại bất lực. Nhưng cái bộ dáng này khiến Trần Bì xem ra càng giống một tên hề. Trần công tử, nếu không ngài vẫn là xử lý một chút chuyện nơi đây đi.
Tiểu thư nhà ta cũng không hy vọng thấy ngài cùng Liễu tiên tử tranh chấp. Thần chết, vậy ngươi về nói một tiếng với tiểu thư nhà ngươi, hôm nay có việc thì không đi được. Được rồi, đến lại không được nhìn. Thật sự là mất hứng. Trần Bì này thật vất vả mới đáp ứng nữ tử mời một lần, thế mà bị ngươi phá hỏng. Ta thấy Tiểu Trúc Phong này thật sự xem Trần Bì là nô lệ mà. Vô Trần, Tiểu Trúc Phong chúng ta thì có liên quan gì đến ngươi? Ở đây quấy phá có phải là muốn châm ngòi ly gián sao? Xin nói cho ta nói câu nào là giả. Thích ai là chuyện của lão Trần. Xem như trước kia lão Trần thích Lục Sư Tỷ nhưng lại không có danh vợ chồng. Sao thế, không lẽ không cho người khác không thích nữa sao? Ngươi biết không, ngươi đây là đang bôi đen tông môn, càng là bôi đen sư tôn ta. Con mẹ nó, Tiêu Vũ này đúng là biết lấy thế ép người. Nếu không phải có Tây Nguyệt trưởng lão ở đây, nếu không thì cho hắn một chút giáo huấn. Lão Trần chúng ta đi. Bên ngoài thời tiết lạnh, chúng ta đi tìm sư tôn trước. Sư huynh không phải cố ý hung dữ với ngươi. Ngọa tao, bún này mẹ nó ăn quá ngon đi. Chẳng lẽ Trần Bì bị uy hiếp sao? Bún cây này rõ ràng rất khó ăn. Hai vị mỹ nữ cảm tính vậy mà bị thu ta làm đồ đệ, kém chút liền ra tay đánh nhau. Ta quan sát thấy vị tiểu tư này thiên phú không tồi, đáng tiếc không có được hướng dẫn tốt. Đạo hữu không ngại đưa cho ta như thế nào? Ngươi có yêu cầu gì cứ mở miệng. Tôn chủ ưu ái cũng coi như xong, Tịnh Nguyệt tiên tôn vậy mà muốn thu hắn làm đồ. Chẳng lẽ tiểu tử này thiên phú thật sự tốt như vậy? Sư tôn thu đồ chưa từng xem thiên phú, xem như là Tiêu Vũ cũng đều là tại Liễu Như Yên liên tục khẩn mãi mới chịu thu. Vì sao vừa thấy mình liền muốn thu ta làm đồ đệ? Chẳng lẽ lại là ta bại lộ sơ hở gì? Lời nói này của Tịnh Nguyệt tiên tôn có phải có chút quá không? Lại nói quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác. Ngươi cũng đã có 4 vị đồ đệ, chỉ sợ không có thời gian chỉ điểm cho tiểu tử này. Huống chi tiểu gia hỏa này ta nhìn cũng không tệ, chủ nghệ cũng rất tốt. Tuy nói còn chưa thu hắn làm đồ, cũng là có quyết định này. Ngươi bây giờ nghĩ thu hắn làm đồ có phải là có chút sớm? Ngươi xác định hắn sẽ đồng ý? Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không? Bị hai người như thế nhìn chằm chằm, Trần Bì trong lòng âm thầm cười khổ. Hắn không nguyện ý bái bất luận kẻ nào làm thầy. Ma tộc kia hoàn cảnh ác liệt sao có thể sống tiêu sái? Nếu như bái Tịnh Nguyệt làm thầy, vậy hắn chạy ý nghĩ ở đâu? Vậy sau này còn không phải trốn không thoát vận mệnh bị giết? Ta đây đã trêu ghẹo ai cơ chứ? Đạo thiết, ta còn đang rất mệt. Mấy ngày trước ta gọi ngươi đều không để ý đến, hiện tại lại muốn quấy rối. Cút cho ta. Làm sao? Không nguyện ý bái ta làm thầy? Làm sao lại thế? Có thể bái nhập môn hạ tiền bối, không biết là phúc phận bao nhiêu năm tu luyện. Tịnh Nguyệt tiên tôn, xem ra tiểu tử này đã có đáp án. Tiểu tử người tốt nhất nghĩ rõ ràng mình đang nói cái gì, lại còn muốn trước mặt ta bái người khác làm thầy. Ngươi không chỉ không để ý tới thể diện sư đồ nhiều năm, càng là muốn nhìn chuyện cười của ta. Tịnh Nguyệt tiên tôn uy danh trên đại lục như sấm bên tai, chính là trụ cột trọng yếu nhất nhân tộc. Ngài có thể hạ mình mời chào loại tiểu nhân vật như ta là vinh hạnh của ta. Bất quá tiểu tử bạc mạnh, không chịu được phúc phận của ngài, ngươi thật đúng là to gan. Nói như vậy ngươi nhất định là muốn bái nàng ta làm thầy. Có lẽ lời nói vừa rồi khiến hai vị tiền bối hiểu lầm. Bây giờ ta mặc dù rời khỏi tông môn, nhưng còn chưa cùng sư tôn giải trừ quan hệ thầy trò, cũng không có ý định bái sư. Vậy là ngươi dự định giải trừ quan hệ thầy trò? Tịnh Nguyệt trả ra uy áp, trực tiếp làm cho khóe miệng Trần Bì tràn ra máu tươi. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không e ngại, thần sắc kiên định. Đúng, một chữ đơn giản này lại nặng tựa ngàn cân ở ngực Tịnh Nguyệt, nhất là ánh mắt lạnh lùng của Trần Bì, để nàng cảm giác Tiểu Trúc Phong bên trên hết thảy tất cả đều thành trò cười. Hoàng ngôn, nàng rất muốn nói tốt, cứ như vậy giải trừ quan hệ thầy trò cùng Trần Bì, dặn đồ đệ không hiểu được có ơn tất báo này không cần cũng được. Nghĩ đến trên Tiểu Trúc Phong ghim viên thuốc đầu, càng tại phía sau nàng tiểu gia hỏa vô cùng đáng thương muốn học pháp thuật. Nghĩ đến dưới gốc cây đào, tiểu thí hại ánh mắt kiên định nó là bảo vệ sư tôn. Cái chữ này làm sao cũng không nói nên lời. Đây là hài tử từ nhỏ nàng nhìn nó lớn lên. Tiểu thiền công pháp tính đặc thù, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn về gia tộc. Như Yên cũng là 12-13 tuổi mới thành đồ đệ của nàng. Toàn bộ Tiểu Trúc Phong chỉ có Trần Bì là luôn ở bên cạnh nàng. Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, nàng giờ phút này cũng chỉ hóa thành ba chữ. Vì sao chứ? Nàng rất muốn biết vì sao Trần Bì lại muốn rời khỏi Tiểu Trúc Phong. Càng là chính miệng nói ra loại lời giải trừ quan hệ thì trò. Nhìn thấy sư tôn thống khổ, Trần Bì không biết nên nói từ chỗ nào. Là bởi vì chính mình bị Vu Hạm trợn mắt nhìn đại công vô tư, hoặc là rút đao khiêu chiến, tự mình dẫn đại quân hướng mình đánh tới thống khổ, lần lượt thất vọng, lần lượt hy vọng, cho đến trước tử vong chết lặng tuyệt vọng. Rất nhiều, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng những thứ này còn chưa xảy ra, coi như nói ra, nàng sẽ tin sao? Coi như tin, thống khổ hắn gặp ở kiếp trước có thể xóa được sao? Trần Bì không nguyện ý giải thích quá nhiều, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem sư tôn. Rõ ràng Tịnh Nguyệt không có bất kỳ nơi nào thật lòng xin lỗi Trần Bì, thế nhưng cái này kiên quyết giống như ánh mắt lợi kiếm, chẳng biết tại sao chỉ làm cho hắn cảm thấy như ngồi bàn trông, không còn dám hỏi đến nguyên nhân. Tựa hồ một khi hỏi ra, ở giữa sư đồ tình nghĩa liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Không nói thân phận của ngươi à? Nào có cái thân phận gì, nếu như nhất định phải nói, đó chính là một cái đã từng dâng hiến tất cả, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, kẻ thất bại mà thôi. Tiền bối, ta mệt rồi, trước hết về khách sạn nghỉ ngơi. Tôn chủ, hắn đây là phát điên cái gì? Không chỉ có cự tuyệt ngài, thậm chí còn cùng Tịnh Nguyệt tiên tôn một đao, cái này ai có thể biết? Đi thôi, ngày mai còn muốn đi xem vị cố nhân của ta một chút. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhồn nháo đều là lợi hướng. Sao ngươi lại tới đây? Ta nếu lại không đến,
nơi này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hôm nay vì sao ngươi lại muốn nói những lời kia trước mặt mọi người? Coi như Liễu Như Yên vu hãm ngươi, nhưng lấy độ lượng của ngươi, quả quyết không có khả năng làm ra chuyện hồ đồ như thế. Câu tiên vấn đạo không phải ta mong muốn. Vô Trần, nếu ngươi đã gặp qua đỉnh phong chi cảnh, liền biết cái gọi là tiên nhân cũng bất quá như thế. Nhân gian phồn hoa giống như năm xưa, mênh mông tiên đồ không thấy đỉnh, không có con đường nhập nhân gian. Khoái trăng hỏng trần thẳng qua tiên, ta đi, bảo trọng. Ngày sau gặp lại, ngươi đã đạt đỉnh phong. Cẩn thận Tiêu Vũ. Lão tiên sinh, ngài là đang chờ ta. Không ngại lão phu vì ngươi đoán một quẻ chứ? Không cần, tiểu tử bạc mệnh. Có một số việc không biết vẫn là thỏa đáng. Cũng được, hai cái tiền đồng này ta vất vả là mới đòi được. Nếu đã như này vậy ta cũng không lãng phí nữa. Bất quá lão khất cái vẫn là khuyên ngươi một câu. Thiên mệnh đã loạn, đại sự có thể di động trong nhân thế. Ân ân oán oán tránh là không tránh được. Ngươi trở về, những người khác chưa chắc không thể. Không hổ là lão tiên sinh trong truyền thuyết, nhưng tiểu tử đã vứt bỏ tất cả. Cho dù bọn hắn trở về lại như thế nào, trước kia nhân của tự có người khác giải quyết. Ngươi không bỏ xuống được hắn, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi buông xuống. Nhân của há lại là thứ ngươi muốn chặt đứt liền có thể chặt đứt. Có lẽ vậy đi, ngươi liền thay ta du lịch Hồng Trần đi. Diệp Thanh Thanh, ta mệt rồi, không muốn làm thứ gọi là liên quan đến thiên địa đại kiếp nữa. Bất quá nếu như nàng nghĩ, không ngại có thể thử một lần. Cái này tặng cho nàng, hối hận không kịp. Hắn đây là có ý gì? Bất quá trí năng khu linh khí lại có thể phòng ngự đại trận, đúng là cái thứ tốt. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Cảm thấy Trần Bí rất có thể là bị đoạt xá. Thần thần đi nơi nào rồi? Ta làm sao biết hắn đi đâu? Hắn đêm qua lưu lại phong thư liền rời đi. Cái phong thư kia đưa cho ta đi. Kia là đồ vật tiểu gia hỏa lưu cho bản cung. Dựa vào cái gì cho ngươi? Ta không thèm để ý hắn trong thư viết cái gì cho các ngươi. Ta chỉ muốn biết hắn vì sao muốn rời đi. Ngươi vì sao quan tâm một tên tiểu gia hỏa linh hải cảnh như vậy? Theo ta được biết thần thần chỉ là một tán tu. Cùng Thanh Vân Kiếm Tông người cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi có thể cho cái giải thích hợp lý, vậy ta cũng không để ý nói cho ngươi vì sao hắn rời đi. Hắn là một tên tiểu bối của ta, về phần nói cụ thể quan hệ thế nào, đây cũng không phải là đạo hữu nên quan tâm. Vậy cái đó không ngại ngươi tự mình thôi diễn một chút đi. Một tiểu gia hỏa linh hải cảnh mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó. Thanh Thanh chúng ta đi. Thiên đạo, nghịch chuyển thời không xem như ta năm đó cũng không thể làm được. Nghe ý của Thiên Cờ lão nhân, chẳng lẽ ngoại trừ ta ra, còn có những người khác cũng bị ngươi mang về? Bị nhìn thấu, thiên đạo chột dạ không thôi. Ta nào có năng lực lớn như vậy? Ta chỉ là một sợi ý thức thiên đạo. Nhiệm vụ là đưa ngươi mang về thời gian này, cũng hiệp trợ ngươi ngăn cản thiên địa đại kiếp. Có lẽ lúc mang ngươi trở về có chút ngoài ý muốn, cho nên cũng mang thần hồn các nàng trở về. Đến chết cũng không thể nói là ta trộm được thiên minh giá trị lặng lẽ thức tỉnh ký ức của bọn họ. Nghịch chuyển thời không, bản thân cái này tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn. Phương thế giới này, ý thức cũng còn cần dựa vào thành tiên tân trang đến cường hóa. Đủ thấy còn rất nhỏ yếu, ngoài ý muốn nổi lên cũng bình thường. Tính toán dù sao, ta hiện tại đã không phải là Trần Bì mà bọn họ biết. Cho dù bọn họ có trở về, đó cũng là chuyện sau khi ta chết mấy trăm năm. Bọn họ phải cùng với Tiêu Vũ điểm điểm mật mật. Làm sao có tâm tư tìm ta, Heisi? Thiên Cơ lão nhân, bây giờ ta đã là sinh tử cảnh đỉnh phong. Có thể nói cho ta biết đáp án năm đó. Con mắt của ngài, dòng tương lai, dò xét thiên cơ. Vốn là đại đạo chỗ không dung, đây chỉ là phản vệ năm đó thôi. Tiền bối, ta lần này tới chính là muốn biết ý của ngài năm đó đến tận cùng là gì. Thiên cơ đã loạn, tương lai lại lần nữa hỗn độn. Lão phu năm đó coi như nghe chuyện cười mà thôi. Lão tiên sinh, làm phiền ngài vẫn là cho cái đáp án đi. Nếu không, ta liền xin đi đến nơi đó ngồi một chút. Lão phu vốn là ngày giờ còn lại không nhiều, Diệp tiểu hữu vẫn là đừng lãng phí nước miếng đi. Vậy được, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Năm đó ngươi nói ta sẽ đi theo một người nam tử theo hắn chinh chiến. Vậy ngươi nói cho ta hắn là ai? Phù sinh kia như mộng, đợi cho thời gian mộng tỉnh, tự nhiên sẽ hiểu hắn là người phương nào. Cái lão già nhà ngươi, thật là tức chết ta rồi. Hôm nay đến thăm tiền bối, nhưng vãn bối trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Không biết tiền bối có thể giải đáp một chút. Lão phu mệt mỏi. Tiểu hữu nếu là thật sự hiểu kỳ, không ngại về tông tìm đáp án. Ai có thể nói cho ta Trần Bì người đâu? Ra ngoài du lịch, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Vài ngày trước ta đi bắt mấy con mạn đà la xà, trong đó có một con giống như con đúc trước mê hoặc các đệ tử kia. Ta còn nghĩ chờ hắn trở về sẽ hầm canh rắn trước, đáng tiếc. Không nghĩ tới chất phát trưởng lão để bụng đối với Trần Bì như thế. Nhưng ta lại... Heisi, sư tôn như ta có chút thất trách. Trước nôi một hồi đi, cho sau khi tông môn đại bí lại cho hắn. Thế mà chỉ là vì cho Trần Bí xuất khí, liền đem yêu thần ta giết đi. Ta nhiều năm cố gắng,
ta nhiều điểm thôn phệ như vậy toàn ngâm nước nóng. Chắc pháp trưởng lão người đáng chết. Ta đã nói rồi, ngươi không thích hợp dạy đồ đệ, không thích hợp lục tuyết thiền đi theo ngươi. Ta không thể nói gì nữa, dù sao cũng là người của lục gia, coi như thiên phú mạnh hơn, cũng không phải tương lai tông môn. Trần Bì thì sao? Vô căn chi thảo, không có bất kỳ bối cảnh gì. Đây quả thực là người chọn lựa thích hợp nhất cho tông chủ tương lai. Ngươi đã thu hắn làm đồ, vì sao không toàn tâm toàn ý chỉ điểm hắn? Nấu cơm, giặt quần áo, đây là việc Trần Bì nên làm sao? Ta đều bị ngươi làm tức chết. Là chính hắn muốn làm. Không vào tông, Trần Bì trước chính là tên ăn mày. Sớm đã hiểu được ấm lạnh nhân gian. Hắn đây là đang sợ hãi, hắn là đang lấy lòng ngươi. Ngươi có hiểu hay không? Ta đã nói với ngươi là phải đối với hắn thật tốt, muốn để hắn tín nhiệm ý lại tông môn. Tịch Nguyệt yên lặng, không biết nên làm gì để hồi phục. Sư huynh ta muốn mượn thiên cơ kính dùng một lát. Ta cảm giác Trần Bì tuyệt không phải bởi vì những việc vật này mới rời khỏi tông môn. Trong này khẳng định có cái bí mật gì mà ta không biết. Ta cảm thấy hắn rất có thể là bị đoạt xá. Trần Bì đại nhân, ngài muốn nữ tù ta mang đến cho ngài. Buông cô bé kia ra. Trần Bì, ngươi mẹ nó xúc sinh. Mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều quá. Thôn phệ linh hải cảnh tu sĩ liền có 4.000 điểm thôn phệ. Nhân tộc của Nhiên là được thiên đạo phù hộ. Lợi ích của thôn phệ của Nhiên là lớn. Không tốt, hắn tới rồi. Thần Bì đại nhân, ngài chờ một lát. Ta đến bắt cho ngài mấy nữ tù nữa. Sao chỉ có hai người các ngươi? Trần Bì đâu? Hắn chính là tên xúc sinh, ta muốn giết hắn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Van cầu ngươi tha cho ta. Lục sư tỷ, cứu ta, cứu ta. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Các ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Trần Bì, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Nói cái gì? Ta bị xạ yêu sau khi nắm được liền một mực lâm vào hôn mê. Chuyện gì phát sinh ta cũng không biết. Mang đi đi. Lần này đi chấp hành nhiệm vụ đội ngũ tổng cộng có 10 đội. Nhưng mà còn lại 9 chi đội ngũ toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ yêu tộc đã sớm điệu đến lộ tuyến hoạt động của chúng ta? Hay là nói nội bộ chúng ta xuất hiện gian tế? Còn nữa, nhiệm vụ lần này chỉ có các người lĩnh đội biết lộ tuyến hành động nhân chi đảo. Trần Bì, ngươi còn có cái gì để nói? Vì sao? Ta chẳng hề làm gì, chỉ dựa vào phỏng đoán liền nói ta là gian tế tông môn. Ta là hạng người gì? Các ngươi không rõ ràng sao? Ngươi mẹ nói chính là cái tên lừa đời lấy tiếng, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Ngươi nói ngươi không phải gian tế. Chúng ta là tận mắt thấy rất nhiều sư muội bị bắt vào sơn động. Còn có xạ yêu kia còn xưng hô ngươi là đại nhân. Cái này làm sao giải thích? Ngươi tên phản đồ này. Phi! Giết hắn, giết hắn. Xin mọi người cho ta một chút thời gian. Ta nhất định có thể tìm ra chứng cứ để chứng minh ta là bị oan uổng. Ta cảm thấy Trần Bì không phải là người như thế. Tịch Nguyệt, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Mặc dù phụ thân ta là tông chủ tiền nhiệm, nhưng ta cũng không thể bởi vì hắn là đồ đệ của ta nên làm việc thiên tư trái pháp luật. Sư tôn, chẳng lẽ đến người cũng không tin ta sao? Ta mặc dù tin tưởng ngươi, nhưng ta càng tin tưởng công chính. Không, không phải như vậy. Ta tin tưởng ngươi, sư tôn tin tưởng ngươi. Hư giả hoang ngôn cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là sau khi thấy rõ chân tướng sự tình liền bất lực. Giờ phút này vui sướng chính là loại cảm giác này. Rõ ràng thấy được hết thảy, thấy được không phải Trần Bì gây nên, nhưng chính là không có cách nào ngăn cản. Hesi, tốt, nếu ngươi không có ý kiến, cái kia căn cứ môn quy, cấu kết yêu tộc, giết hại đồng môn, ta tuyên bố hủy bỏ tu vi của Trần Bì, đánh vào Mao Yên. Chậm đã, ta nhớ được có một cái môn quy, đệ tử phạm sai lầm, sư tôn bị phạt thai. Trần Bì là đồ đệ của ta, hắn làm ra di thiên đại họa này là lỗi của ta, nên để cho ta tới thay Trần Bì chịu phạt đi. Không sư tôn, ta thật không có thương tổn đồng môn, ta căn bản không biết đây là có chuyện gì. Ngậm miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao? Ta không có sai, càng không cần sư tôn thay ta bị phạt. Ta Trần Bì nguyện mời thiên đạo làm chứng. Nếu ta làm ra bất luận chuyện gì làm trái đạo nghĩa, thần hồn câu diệt, vĩnh đại địa ngục, mời thiên đạo làm chứng. Đáng tiếc, không thể kiên trì đến khi thiên đạo phản hồi. Sư tôn, ngài sao thế? Ngươi sao lại xuất quan? Ngươi không phải nói còn cần một đoạn thời gian sao? Ta cũng là một phần tử thiếu trúc phong. Bây giờ tông môn đại bị sắp đến, ta tự nhiên muốn ra một phần lực. Đúng rồi sư tôn, Trần Bì sư đệ đâu? Ta trở về mấy ngày rồi, sao lại không thấy hắn? Tịch Nguyệt tiếu dung dần dần biến mất, không biết nên làm sao trả lời. Trần Bì bây giờ trên người nhân của người kia đều phát sinh, trừ khi hắn chủ động xuất hiện. Nếu không căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Còn nữa coi như tìm được, Trần Bì còn nguyện ý trở về sao? Nếu như trong thiên cơ kính nhìn thấy chuyện là thật, vậy ta liền không xứng làm sư tôn Trần Bì. Có thể để cho hắn quyết định thoát ly tông môn, thậm chí muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Chỉ sợ cái này về sau còn có chuyện thống khổ hơn. Sư tôn, chẳng lẽ người cũng không biết sư đệ hắn ở đâu sao? Tiểu Thiên, nếu là có một ngày
ta làm ra chuyện hẹn với Trần Bì, ngươi sẽ làm thế nào? Kỳ quái, ta gần nhất cũng vẫn đang nằm mộng. Trong mộng sư tôn hoàn toàn chính xác là làm ra chuyện rất ngu ngốc. Chuyện này khiến thanh danh của sư đệ như quét rác, nhưng hắn cũng không có bất kỳ lời oán hận gì, vẫn như cũ cùng đã từng. Sư đệ là hạng người gì? Sư tôn người không rõ ràng sao? Ta nghĩ sư đệ khẳng định sẽ tha thứ cho người. Tịch Nguyệt cười khổ, tự hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc cứng đờ. Đúng vậy, ta tại sao lại không tin Trần Bì chứ? Lần thứ nhất lúc thổi diễn tương lai, Trần Bì vì chống cự yêu tộc suýt chút vẫn lạc. Nhưng đến cuối cùng không chỉ có không nghênh đón gieo hò, thậm chí còn bị buộc lập xuống lời thề thiên đạo để chứng trong sạch. Đến cuối cùng thậm chí phản bội chạy trốn, chỉ vì để lộ Tiêu Vũ lộ chân tướng. Mà lần này cấu kết xả yêu ám, càng là cùng Trần Bì không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng những tội danh này đều gắn ở trên người hắn. Mà hai lần nhìn thấy hình tượng bên trong, Tiêu Vũ tựa hồ cũng vậy. Chẳng lẽ Tiêu Vũ này thật sự có vấn đề? Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy Tiêu Vũ thế nào? Ta không có tiếp xúc với hắn, cũng không biết cách làm người của hắn. Cũng đúng, Tiêu Thiên ngoại trừ Trần Bì ra, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt. Làm sao lại đi tiếp xúc Tiêu Vũ chứ? Bây giờ Tiểu Thiên là đạo cung tam tầng. Nói cách khác, ta nhìn thấy chuyện rất nhanh liền sẽ phát sinh. Nếu như Tiêu Vũ này thật sự có vấn đề, vậy ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này thăm dò một chút. Chuyện Trần Bì người trước hết không nên hỏi. Thứ cấp bách vẫn là chuẩn bị ứng đối thi đấu tông môn đi. Ta là nghe nói, cậu U lần này là tìm ngươi gây phiền phức đấy. Cái tên Trần Bì này đúng thật là điên. Chỉ dựa vào nhục thân mà có thể kháng cự với cương phong nơi này. Xem ra năm ngoài ta bại không oan. Cùng hắn do nhục thân, muội đây không phải tìm tai vạ sao? Hắn hiện tại là bằng nhục thân liền có thể đối kháng với tu sĩ đạo cung cảnh. Có cái luyện thể công phu này, còn không bằng luyện một chút trưởng khống linh lực. Như vậy muội có lẽ còn có một tia phần thắng. Huynh nói cũng không sai. Vô thần, huynh cái tên lưu manh. Trước đó đến Thanh Vân Kiếm Tông, mẫu thân lại bảo đến huynh chiếu cố ta. Hiện tại ngược lại tốt rồi, cả ngày để ta chuẩn bị quần áo cho huynh. Cả nào có biện pháp chứ? Ai bảo nhà ta nghèo? Không giống cổ sư tỉ muội trên người đều là thượng đẳng thiên tầm bảo ý. Vậy ta cũng chỉ có thể phiền phức muội muội đáng yêu nhất của ta. Tỉ, gia hỏa này lại nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi quả. Nếu không phải để huynh phát hiện bí mật của ta, nếu không để huynh biết cái gì gọi là tàn nhẫn, ừ, hai ngày nữa đưa một bộ cho huynh được rồi. Vậy ta liền tạ ơn cổ sư muội rồi. Thiên tạm đi, ta còn chưa có quần áo như vậy đâu. Thế nào, còn muốn ta nói cho muội biết chút tin tức liên quan tới lão Trần hay không? Ta còn cần huynh nói, chính ta sẽ không điều tra sao? Tổ tử tốt như vậy huynh cũng không nghĩ gì. Trần sư huynh lại không thích cổ sư tỷ. Có lẽ huynh còn có cơ hội. Đừng cho là ta không biết tiểu tâm tư của muội. Lão Trần đối với nàng đều không có biện pháp. Đối với tiểu đậu giá như muội liền. Ha ha. Bạn cô nương còn nhỏ, còn có không gian trưởng thành. Huynh tên ca ca hỗn đản cũng dám xem thường ta. Quay đầu ta liền đi cáo trạng huynh với mẫu thân. Đừng, muội nếu là nói cho mẫu thân biết ta khi dễ muội, lão ca ta còn có thể sống sao? Không cáo trạng cũng không phải không được. Vậy huynh để nói cho ta tin tức của Trần sư huynh. Ta nào biết được tin tức của hắn? Trước đó bất quá là đấu với cô U. Chuyện này của Trần sư huynh muội cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Hắn nếu là muốn trở về tự nhiên sẽ trở về. Sao lại không thể nghĩ? Trước kia khi sư huynh ở đây, mọi người vì có thể ở cùng với sư huynh, lịch luyện tu luyện đều mười phần khắc khổ. Hiện tại thật nhiều đệ tử đều trở nên lười nhác. Muội cũng muốn cùng lão Trần đi lịch luyện sao? Muội là thèm thân thể hắn. Nhiều người thèm thân thể sư huynh như vậy, cũng không phải là một mình ta. Muội đến cung học của ai? Nếu để cho mẫu thần biết thì lột da ta ra luôn. Ta nói cũng không sai. Đời tu sĩ này của chúng ta, trong mọi người thì có 9 người thích Trần sư huynh. Vâng, tất cả nữ tu đều thích Trần Bì. Không cho muội giữ lại tầu tử, như vậy là được chứ gì? Khó mà làm được. Tất cả nữ đệ tử đều thích huynh ấy. Vậy không phải mẹ sẽ xé muội ra à? Muội cũng biết à, muội bây giờ cứ việc an tâm tu luyện, ứng đối thi đấu tông môn là được rồi. Đừng nghĩ những cái loạn thất bát nhào này. Rượu ngon. Lại nữa à, ai cũng đừng uống. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, như này cũng đặc biệt hẹp hòi. Mấy tháng rồi, ông đến một con cá cũng không chịu cho lão tử, còn nói ta hẹp hòi. Nếu không phải ta còn am hiểu chút kỹ thuật đi săn, bằng vào câu cá chỉ sợ là bị chết đói rồi. Hồ này là nhà ta. Ta muốn để ai câu được thì có thể câu được. Có tin ta để ngươi về sau đến con cá đều nhìn không thấy hay không? Mau mau rót rượu vào cốc cho lão phu. Ta hôm nay định để ngươi câu được một con cá lớn 100 cân. Ông một cái hóa hư cảnh đại yêu, lại nhảy hoài, có tin ta di bốt ông không? Lão phu tinh vân không nói, tất có một phương sinh linh. Ngươi đi, lão phu chờ ngươi đi di bốt.
Trần Bì im lặng lão đầu trước mắt một thân công đức, tối thiểu nhất cũng là tất có mạng năm nơi đây được sinh linh cung phụ mời đến. May là không xuất thủ với người mang đại công đức. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, một yêu tộc như ông tại sao lại trốn ở bên trong lãnh địa nhân tộc? Vận mệnh vô thường, thời vận không đủ, bại trung quy là bại. Cẩn thận nói một chút thôi, nói không chúng ta còn có thể xuất một chút chủ ý cho ngươi. Chuyện của lão phu không nói. Ngược lại là ngươi, lão phu tuy nói mấy ngàn năm không có du lịch, nhưng có nhiều thứ ngươi không thể gạt được ta. Ta thấy cường độ nhục thân của ngươi không kém chút nào long tộc vừa ra đời. Nếu nói ngươi không có tu luyện qua, như vậy ta không tin. Nói nhảm nhiều quá, cút xa một chút đừng quấy dậy ta câu cá. Nói một chút thôi, ta cũng thật tò mò thân phận của ngươi. Không chỉ có đối với ta không có một chút kính sợ, thậm chí còn cố ý trốn đến cái nơi cất chim cũng không có này. Là bị truy nã hay là rớt người không nên rớt? Tiêu tử thối, ông già cho người vợ có muốn hay không? Cái ông già nhà ông có bị bệnh không? Ta có muốn vợ đâu, mẹ nhà ông đưa vợ hay đưa xác chết đây? Tướng quân đại thương, ông đưa cô ta đến đây là muốn bách tính chung chung với cô ta à? Người nghĩ ta muốn à? Cái con bé này tự nhiên chạy vào thôn, nếu không cứu cô ta sống, chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn. Cô ta lại có dòng máu nhân hoàng, thật sự phục ông luôn. Được rồi, mạng được cứu rồi, nhanh đi ra ngoài, đừng tìm phiền phức cho ta. Ta đang ở đâu đây? Công chúa, người vẫn còn sống, thật sự tốt quá. Nhưng người không phải. Ta chỉ nhớ rõ lúc môn chủ trường sinh môn tự nổ, có một hình ảnh đứng trước mặt ta. Ta lúc này mới được sống tiếp. Sau đó người trước đó không biết đem ta đi đến nơi nào, chỉ là nhớ mang máng. Còn có tên thanh niên kia lại luôn luôn mắng chửi người. Tiểu Vân, cô giúp ta điều tra một chút, ơn cứu mạng không thể không trả. Còn có người thanh niên kia sức mạnh chắc chắn không yếu, nếu như có thể lôi kéo cho đại thương sử dụng, đây tuyệt đối là một chiến lược lớn. Được rồi, công chúa. Cô gái nhỏ, lão phu vì người tính một quẻ, nếu như tính được quẻ tốt, có thể cho lão phu tiền một bữa cơm. Vậy ông liền giúp ta tính một quẻ đi. Còn xin cô nương gieo đồng xu. Ba cái đồng tệ đều hướng lên trên. Công chúa điện hạ thật sự có đế vương chi tướng. To gan, cái tên ăn mày thú ngươi muốn chết à? Tiểu Vân, ngươi tỉnh táo một chút. Lão tiên sinh, ta không biết ông làm như thế nào nhìn ra thân phận ta, nhưng đế vương chi tướng cũng không thể nói lung tung. Ta nói đế vương cũng không phải là hoàng đế thế gian, mà là nhân hoàng thống ngự nhân tộc vạn thọ vô cương. Nhân hoàng, cầm tiền đồng, đêm nay là mộng đẹp. Tiểu thư, ngài thật tin tưởng cái lão khất này à? Nhìn mộng tối nay đi. Tiểu Vân, ngươi khóc cái gì? Công chúa ngài không sao, thật quá tốt rồi. Phụ hoàng, các ngươi sao lại tới đây? Thế nào, thân thể chỗ nào không thoải mái? Có cần ta mời đệ tử Đan Tông đến xem giúp con không? Con chính là ngủ một giấc mà thôi, không cần huy động nhân lực đâu. Ngươi đâu chỉ là ngủ một giấc, ngươi là hôn mê trọn vẹn một tháng. Bằng không chúng ta sao lại ở nơi này? Linh Nhi, là có người ám toán con phải không? Hại con lâm vào hôn mê, có thể là con tu luyện đến đường rẽ rồi, không thể kịp thời trấn áp Long Hoàng chi khí. Các ngươi đều lùi ra đi. Linh Nhi, ta không phải đã nói với con, tu luyện Long Hoàng kinh nhất định phải cẩn thận rồi sao? Phụ hoàng, cái này thật sự không trách con. Mấy chục năm qua, nhân hoàng chi khí đều cần cưỡng chế trấn áp, nhưng con lúc tu luyện vài ngày trước, nhân hoàng chi khí quá ôn hòa, căn bản không cần đến trấn áp, con liền hội tụ xuống đan điền. Ai biết cuối cùng nó vậy mà đột nhiên phản công. Nhân hoàng chi khí thế mà trở nên ôn nhu. Mau, mau cùng ta nói một tạo mộ lần này của con đi. Sau khi diệt trường sinh môn, bản thân con bị trọng thương, được hai vị ẩn sĩ cứu giúp, sau đó lại gặp một lão ăn mày, con nghĩ tất cả có thể là chính lão đã làm. Những ngày này ta đã đi điều tra, cứu con là một con giao long, không phải lão ăn mày kia. Giao long, trên người hắn thế mà lại có mảnh vỡ của trí bảo nhân tộc. Phụ hoàng, hắn ở đâu? Hắn được ta mời đến phủ thượng, nếu như con muốn gặp, đi gặp cũng được. Ta đã nói rồi, đừng cứu, cái lão già chết tiệt ông, hại khổ lão tử, đồng đội heo nhà ông. Xem như cứu người thì để nàng ta hôn mê không tốt à, làm gì mà để nàng ta tỉnh hẳn. Ta cũng nghĩ không thông. Ở đây có ăn có uống, tự tại lại sảng khoái, ngươi sao lại muốn rời đi như thế?
Ông biết cái gì? Cái con mụ ngu ngốc Linh Nhi kia chắc chắn sẽ cưỡng chế mỗi chúng ta làm quan. Lão tử thật vất vả mới thanh nhàn một đoạn thời gian, nào có tâm tình theo nàng đi chơi. Đây không phải rất tốt sao? Làm quan tại Đại Thương, hưởng thụ khí vận Đại Thương, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Ông biết cái rắm. Hắn sao lại oán khí lớn như thế? Linh Nhi, trước đó con có biết hắn không? Ma đầu Trần Bì. Đây chính là xưng hô của nhân tộc kiếp trước với ta. Hiện tại ta lại không có đi tu ma. Nàng ta làm sao biết? Thiên đạo, chẳng lẽ nàng ta cũng trở về? Là mộng uy đại nhân thi pháp để nàng ta thấy được tương lai. Nhưng không có tình cảm kiếp trước, cũng không có trải nghiệm của bản thân. Đây không tính là trở về. Trần Bì là thánh tử Thanh Vân Kiếm Tông. Ngươi nói hắn là ma đầu. Phụ hoàng, người nghe lầm rồi, người nghe lầm rồi. Đều do trùng mộng kia, nếu không phải trong mộng mỗi lần Trần Bì nhìn thấy ta, đều sẽ mắng ta là đồ ngốc. Ta sao có thể đem thanh niên trước mặt này ngộ nhận là Trần Bì chứ? Trần Tiểu Hữu, khoảng thời gian này ở thành Trúc Phủ có quen không? Cũng tốt, chỉ là không thể tự do. Bệ hạ, ngài nói chờ công chúa sau khi tỉnh lại liền để chúng ta rời đi. Hiện tại công chúa cũng đã tỉnh, ta có thể rời khỏi thành Bắc chứ? Dáng người ta xấu lắm sao? Gia hỏa này thế mà tránh ta, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nếu không nhờ có người thì ta đã vẫn lạc trong trận bạo tạc kia rồi. Tiện tay mà thôi. Huống hồ gì ta cũng chỉ là kéo ngươi lại được một hơi. Nếu muốn nói cứu, vẫn là thần tiểu tử này. Nếu không phải hắn luyện chế cửu truyền đại hoàn đan, ta thật sự cũng bất lực. Cái đậu xanh đồng đội heo nhà ông lại bán ta rồi. Tiểu huynh đệ, có hứng thú đến Đại Thương làm quan hay không? Bệ hạ, cái này không cần. Tiểu tử chỉ đi Vân Du Tứ Hải, làm quan cái gì ta của thực không hứng thú. Tiểu huynh đệ, lời ấy hơi kinh ngạc. Ai nói vào triều làm quan lại không thể Vân Du Tứ Hải? Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý, ta có thể đem chiến thuyền Long Vân tặng cho ngươi. Thuyền này một canh giờ có thể bay 3 vạn dặm. Còn nó, ngươi không phải muốn đi chỗ nào là đi chỗ đó sao? Bệ hạ, việc khẩn cấp trước mắt của ngài không phải là tìm kiếm nhân tài, mà là chinh phục Trư Quốc mới đúng. Một điều là có nhân tài mới hưng quốc. Phụ hoàng, đan dược mà thôi. Mấy năm sau, hoàng thành sẽ đến một vị luyện đan sư kinh diễm tuyệt luân. Nếu Trần huynh đệ không nguyện ý vào triều làm quan, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Lão Long, ngươi hãy chúc con ta có công. Có tâm nguyện gì không ngại nói chút đi. Nói đi, ai sợ ai? Bệ hạ có thể cho phép lão phu đi Thuận Giang Hàng một chuyến. To gan, ông cũng muốn hóa rồng. Ông có biết điều này sẽ đem đến cho Đại Thương tai nạn lớn ra sao không? Lũ lụt khắp nơi, sinh linh đồ thán, ông làm sao dám? Ông đã từng thất bại một lần. Không sai, ngàn năm trước ngẫu nhiên gặp một trận lụt. Lão phu thuận từ Thiên Sơn đi ngược dòng nước. Chỉ tiếc thời vận không đủ, bị dãy núi cản trở. Ta không muốn giết hại lê dân bách tính, cho nên thất bại. Chưa thể hóa thành chân long là tiếc nuối của lão phu mấy ngàn năm. Nếu như bệ hạ cho phép, lão phu cũng coi như không tiếc. Cái này ta đồng ý. Phụ hoàng mời đi theo con. Phụ hoàng, ngọc tỷ truyền quà đã bị mất kia ở ngay trong cơ thể của tiền bối. Con cảm ứng được. Khó trách nhân hoàng chi khí trên người con trở nên ôn hòa. Hóa ra đã tiếp xúc với những mạnh vỡ mang theo lực lượng công đức. Nếu như vậy, chúng ta cũng có thể thử một lần. Ta có thể cho ông hóa rồng, nhưng ta có điều kiện. Thứ nhất, ta có thể để cho tướng sĩ Đại Thương đi theo ông, có thể cho ông sự trợ giúp, đồng thời bảo vệ bách tính Đại Thương. Thứ hai, sau khi ông hóa rồng thành công, phải trở thành chân long trấn quốc cho Đại Thương, phù hộ Đại Thương vạn thế không suy. Bệ hạ, ngài xác định chỉ có 2 yêu cầu này. Chẳng lẽ ông không hài lòng? Không, hài lòng, rất hài lòng. Đa tạ nhân hoàng. Ta sao lại không nhớ có chuyện này? Long tộc lại là có thù truyền kiếp với Đại Thương. Đầu óc Linh Nhi này có bị bệnh không vậy? Thiên đạo, người biết nguyên nhân là gì không? Nhìn bảng tăng trưởng 10 vạn giá trị thiên mệnh. Thiên đạo lại đang tưởng tượng. Nếu như không xuất hiện bất cứ nhân đạo khế ước nào, xem như Tiểu Vũ có thôn vệ được hệ thống cũng không thể khống chế được nhân hoàng. Thiên đạo, ta vừa tra xét một chút. Lão Long này cùng Bắc Hải Long tộc có quan hệ. Linh Nhi hẳn là dự định ly gián Tứ Hải Long tộc. Ly gián Bắc Hải Long tộc, vừa đến đã ra tay với Long tộc. Cô nàng này đi một bước có hơi lớn nha. Vóc dáng của ta rất xấu sao? Gia hỏa này thế mà tránh ta. Trần, ngươi sau này dự định như thế nào? Có thể có tính toán gì? Du lịch Hồng Trần thôi. Nếu ngươi dự định đi du lịch, không bằng chúng ta cùng nhau đi chứng kiến tiền bối hóa Long đi, như thế nào? Đi xem hóa rồng cũng được, nhưng đối với tu luyện của ta mà nói đi du lịch mà có bảo vệ cũng không phải ý muốn của ta. Ta hóa rồng chết bờ chết bụi mà tụi nó còn rủ nhau đi xem một chút. Chẳng lẽ nói cảnh tượng ta hóa rồng có thể giúp đỡ cho tâm cảnh của Trần? Trần, ta càng hiếu kỳ thân phận của ngươi. Đến hóa rồng cũng không lọt vào mắt của ngươi. Đúng vậy, ở Linh Hải Cảnh đã có thể luyện được cửu truyền đại hoàn đan, đối với hóa rồng lại không có hứng thú. Hắn sao có thể là tán tu? Nghiệp trướng, vốn cho rằng là cùng chung chỉ hướng, là bằng hữu cùng nhau quy ẩn sơn lâm, không ngờ cái lão này ác vãi lông.
Trần Bì thật không hổ là thiên sinh kiến thể. Ngày đầu đi dạy trâu bỏ vãi. Cái thứ bại gia nhà ngươi, ngươi không phải tu sĩ đi mua hình chiếu sư làm gì? Trần công tử giúp ta tăng cảnh giới nho đạo. Ta chính là muốn xem một chút hắn ở tông môn biểu hiện như thế nào mà thôi. Cái lão mục đầu nhà ngươi mà có thể tăng được cảnh giới nho đạo. Vậy đơn giản là trà đạp. Cái gì gọi là trà đạp? Ta là có thiên phú có được hay không? Hiện tại dù sao ta cũng là tú tài. Mẹ nó mấy trăm bài thơ mới thăng lên tú tài. Đến con chó còn mạnh hơn ngươi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lúc ấy là thiên kiêu đệ nhất kiếm đạo, có hy vọng trở thành vạn cổ đệ nhất kiếm tiên. Trần đạo hữu, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Kiếm đạo ý đồ, phóng tầm mắt ra từ xưa đến nay vô địch thủ. Có chút ít khả năng thành tựu kiếm tiên. Nhưng trong giấc mộng đêm qua của ta, trong mộng Trần Bì nhân nghĩa chi kiếm cuối cùng thành tàn sát chi nhận. Trần đạo hữu, ngươi cảm thấy giấc mộng này sẽ trở thành sự thật hay không? Phàm nhân nằm mơ, nguồn gốc từ nội tâm ảo tưởng yếu ớt, thông qua ý thức gia công sáng tạo, đến thỏa mãn hiện thực trống rỗng, bất lực cân trang không ngoài như vậy. Ngươi sở dĩ có thể mơ đến Trần Bì như vậy, có lẽ hắn đã cho ngươi ấn tượng xấu. Cũng không phải, Trần Bì cho ta cảm giác vẫn là rất không tệ, giống như hình tượng bên trong. Trần Bì tuy nói không trận nào thắng đe ép, mỗi lần đều cùng đối phương ác chiến một hồi lâu mới đánh bại đối phương. Đây nhất định là tôn trọng đối phương. Ha ha, ngươi nói sai rồi. Sư huynh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trần, ngươi bây giờ phải chịu trách nhiệm với ta. Bụng của ta bị ngươi làm to lên rồi. Sư huynh, xem kiếm. Ngươi không nên dùng thanh kiếm này chỉ vào người của ta. Sư đệ, ngươi như thế này cũng quá đáng lắm rồi. Trần Bì đủ rồi. Không có Tiểu Vũ, thực lực của ngươi cũng đủ để đánh bại Lục sư tỷ. Ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn muốn tự mình đánh giá thực lực của ngươi một chút. Cũng không phải đại chiến sinh tử gì, là nghiêm túc như vậy làm gì? Ngoạ tào, cái này còn không nghiêm túc. Lục sư tỷ đều bị ngươi đánh cho khóc. Vô sư huynh có thể không sợ sao? Ta nhận thua, ta có dự cảm sắp đột phá. Cần phải bế quan một đoạn thời gian. Cái này kết thúc rồi, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không phải là Trần Bì đánh xuyên qua các đệ tử, đăng lâm chức vị thủ khoa, đệ tử các thế lực khác sau đó lại lĩnh giáo sao? Người cũng biết thật nhiều ha. Lại nói Trần Bì này biến hóa sao lại lớn như thế, giống như hận Liễu Như Yên vãi lông, nhưng cũng không nên để hắn đập Liễu Như Yên trong tông môn đại bì chứ. Còn có Lục Tiết Thiền, đây chính là đại sư tỷ của hắn, một quyền này nếu như đánh trên mặt như vậy sợ là hủy dung luôn. Tên Trần Bì này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Công chúa điện hạ, ta có thể rời đi chưa? Linh hải cảnh tu sĩ có 300 năm thọ nguyên. Nhiều nhất 20 năm, đại thương chắc chắn triệt để cuộc khởi. Không biết Trần đạo hữu có hứng thú cùng ta nhìn xem thế đạo thương sinh này không? Công chúa, ngươi lừa ta cũng không cần phải như thế chứ. Thời gian 20 năm thống nhất chư quốc là không thể. Lại nói tính ta rất lười, sẽ không bồi ngươi chơi đâu. Phàm đại nhân tộc đều nằm trong phạm vi quảng hạt của nhân hoàng. Tuy nói ngươi là tu sĩ, nhưng chỉ cần không đến sinh tử cảnh, ta có thể tìm tới ngươi. Ngươi nhất định phải rời đi. Trần Bì u ám nhìn về phía Linh Nhi, lời này cũng không khoa trương. Nhân hoàng thời kỳ đỉnh phong, đừng nói là sinh tử cảnh, chỉ cần hắn còn chưa thành tiên, mặc kệ là có sử dụng phương thức ẩn nấp gì, nhân hoàng đều có thể tìm được. Cái này cùng lắm là tốn thêm chút công phu mà thôi. Thiên đạo, ngươi nói nhân hoàng muốn tìm ta, vậy là tìm một con rối hay là ta? Ngươi nói ta xem, sớm biết như vậy ta sẽ không cứu ngươi. Gia hỏa lấy oán trả ơn. Đại thương hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Không, dừng lại, mặc dù ta đồng ý gia nhập đại thương, nhưng ta cũng không đi hoàng đô, cần gì đang dược liên hệ ta là được. Cái này tự nhiên là có thể, ngươi muốn đi đâu là quyền tự do của ngươi. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới ngươi là được. Cái tên tiểu nhân nhà ông. Ta thật sự xem ông là bằng hữu, ông thế mà lại bán ta. Ai có thể ngờ ngươi trâu bò như thế. Thực lực đạo cung tứ tầng vậy mà bị ngươi đánh cho bất tỉnh. Đây là trọng điểm sao? Cái này không thể trách ta. Nhân hoàng ra lệnh, ta nào dám không phục tùng. Đây con mẹ nó là chuyện gì chứ? Vất vả làm mới có nửa năm dễ chịu, bây giờ tốt rồi, một đêm cũng không yên. Thực lực à thực lực, xem ra không tu luyện thật đúng là không được. Sau đó trong một năm, Trần Bì phát hiện vậy mà không có người đến giám thị hắn. Triệu Linh Nhi cũng mẫn nhiên sẽ đến một chuyến, nói một chút thế cụ thiên hạ. Thuận tiện lại nhờ hắn luyện chế chút đan dược. Thời gian thế này cứ ngày ngày trôi qua. Trần Bì rất hài lòng loại cuộc sống này, mỗi ngày đủ loại những nhưỡng tử, tuy bình thản mà rất phong phú. Trần à, nghe nói ngươi có rượu nho ngon lắm. Ta nói cô dù sao cũng là một công chúa, sao lại nghiện ăn trực uống trực thế? Ai bảo ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy? Ngươi mỗi lần đều ăn mười mấy bát,
Từng ấy nguyên liệu chưa đủ cho người ăn nữa. Ngươi không phải trồng không ít trái cây rau của sao? Ta đâu có chê. Ta ngược lại hy vọng cô ghét bỏ. Để cho ngươi ăn một mâm cơm. Tu vi này đến tông sư cảnh cũng đột phá. Trần Trần, ngươi bây giờ phải chịu trách nhiệm với ta. Bụng bị ngươi làm to lên rồi. Làm phiền ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái này là do ngươi ăn quá no, đâu có gì lạ đâu. Còn có gì ăn ngon không? Hết rồi, đều bị ngươi ăn sạch rồi. Ngươi nhanh đi đi. Ta hôm nay đến không phải là đến để xin ăn. Ta đây là có việc thương lượng với ngươi. Nói đi, lại muốn cái đan dược gì? Nhìn ngươi nói kia. Không phải là chuyện đan dược. Nghe nói vài ngày trước người của Thanh Vân Kiếm Tông tại Bách Đoạn Sơn tìm được một di tích của cửu phẩm đan sư. Ngươi là ngũ phẩm đan sư, thế nào, có hứng thú đi xem một chút hay không? Bách Đoạn Sơn là lãnh địa của yêu tộc, ta không muốn đi chịu chết, muốn đi thì mình ngươi đi đi. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng chúng ta lần này cũng không phải bởi vì bí cảnh mới đi. Bách Đoạn Sơn ngàn năm trước bị yêu tộc đoạt đi, bây giờ Tịch Nguyệt Tiên Tôn đánh thập hoàng chạy mất. Chúng ta đã tiếp quản Bách Đoạn Sơn. Nếu không đi bí cảnh, ngươi nói với ta cái này làm gì? Tiếp quản Bách Đoạn Sơn cũng không phải chuyện của ta. Thanh Vân Kiếm Tông xảy ra chuyện, Tiêu Vũ tựa hồ cùng yêu tộc có cấu kết. Lần này đi Bách Đoạn Sơn, Tịch Nguyệt Tiên Tôn sẽ âm thầm theo dõi, giám thị hành động của các đệ tử. Nghe nói 10 chi đội ngũ nếu không phải có Tịch Nguyệt Tiên Tôn, xem như toàn quân bị diệt. Theo tin tức của thám tử, giống như nguyên nhân là lộ tuyến bị tiết lộ. Lần này rất nhiều thế lực lớn đều chuẩn bị đi xem trò vui. Cái này có chút thú vị. Kiếp trước Tiểu Vũ chính là thông qua yêu thân đem tình báo truyền ra ngoài, mà nhân thân lại đi theo đội ngũ hành động, xử lý chuyện có thể nói là không lọt giọt nước. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, lần này bọn họ làm sao để phát hiện Tiểu Vũ. Chúng ta lúc nào lên đường? Ta biết ngươi sẽ đi mà. Chiến thuyền Long Vân ngay ở bên ngoài, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tại sao ta cảm giác bị lừa rồi nhỉ? Tô Gan, dám sát hại thánh đồ của ta, ngươi dám không để ta vào trong mắt? Cấu kết yêu tổ, cái tên Tiểu Vũ này thật to gan. Ta nhớ lần trước thánh tử vị Vu Hãm cũng có liên quan đến hắn. Sư tôn, các người có phải là có hiểu lầm gì không? Tiểu sư đệ người còn không biết sao? Hắn mỗi ngày vẫn tu luyện mà, sao lại có thể cùng yêu tộc cấu kết? Đường đi là do Tiêu Vũ phụ trách, nhưng tại sao khi xuất phát, ngoại trừ Tiêu Vũ, đường đi của mỗi đội lại bị người ta sửa lại? Nếu không phải Tiêu Vũ, những phục binh kia sớm đã mai phục trên đường là có chuyện gì? Sư tôn, cái này nhất định là hiểu lầm, xin người nhất định phải tra rõ một chút. Nhìn thấy Liễu Như Yên cầu xin cho Tiểu Vũ, Tịch Nguyệt hoảng hốt khi nhớ lại lúc Trần Bì bị Vu Hãm. Nàng lại có dáng vẻ hùng hổ dọa người. Vì sao? Vì sao khi Trần Bì bị ta mang đến chấp pháp đường, ngươi cũng chưa từng cầu tình cho hắn? Tiểu Vũ bất quá mới nhập môn 2 năm, đến cùng hắn đã cho ngươi uống mê hồn dược gì? Ban đầu ta là ưa thích sư huynh, nhưng cho dù ta có ám chỉ như thế nào, sư huynh đều chỉ xem ta như muội muội. Bây giờ thấy ta giống như là nhìn thấy ôn dịch vậy. Chỉ mong cách xa xa ta ra, nhị sư đệ thì khác. Hắn biết ta nóng lạnh, đưa ta đi du sơn ngoạn thủy, mang ta đi nhìn thế gian phồn hoa. Hắn đối đãi với ta như thế, ta sao có thể không xin tha cho hắn? Sư tôn, cầu người tha cho tiểu sư đệ có được hay không? Đủ rồi. Tịch Nguyệt, hiện tại là người đến thẩm vấn hay là để ta thẩm vấn? Ngươi còn có gì để nói? Nếu như là đặc biệt nhằm vào ta, vậy ta còn có gì để nói? Bất quá ta là muốn biết người tại sao muốn nghi ngờ ta. Rõ ràng ta chưa từng làm những chuyện như phản bội tông môn. Nghe vậy, đám người lại đưa ánh mắt về phía Tịch Nguyệt. Họ cũng rất tò mò. Dựa theo lời nói của Tịch Nguyệt, Tiêu Vũ chưa có bất cứ sơ hở nào, nhưng vì sao nàng lại muốn nhằm vào hắn? Nhiều lời vô ích. Tiểu Vũ, ngươi là tự sát hay là để ta đưa ngươi đi một đoạn? Xét theo tình sư đồ, ta cũng không muốn ngươi chết quá khó coi. Xem ra hắn đối với ta vẫn còn có tình nghĩa sư đồ, vậy tất cả đều sẽ dễ nói. Sư tôn, ta đi theo bên cạnh người 2 năm, chẳng lẽ người đến nửa điểm tình sư đồ cũng không để ý sao? Sư tôn, ta cầu xin người đấy, lần lịch luyện này cũng không có đệ tử nào bị thương. Tiểu sư đệ khả năng cũng là nhất thời hồ đồ, người hãy bỏ qua cho hắn lần này đi. Nhìn thấy Liễu Như Yên đến Lây Hoa Đài Vũ, cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được. Chuyện tương lai vẫn còn chưa xảy ra, có lẽ ta thật sự có thể thay đổi. Tương lai mình cũng sẽ cho Trần Bì nhiều cơ hội như vậy, mình vì sao lại không thể cho Tiểu Vũ một lần? Có lẽ hắn chỉ nhất thời đi nhầm đường cũng không biết được, chỉ cần sửa lại cho tốt, nói không chừng có thể mang hắn trở lại chính đạo. Trần Bì, ngươi thấy thế nào? Ngươi thật đúng là sự tồn tốt của ta, trực tiếp đem ta lên đống lửa mà nướng. Có thể đại bổ, nhưng không thể ăn không? Tông chủ, Tiểu Vũ dù sao cũng là đồ đệ của ta, vậy để ta chịu phạt thay cho hắn đi. Cái đệt mẹ con Đỗ Lùi Tịch Nguyệt này còn ngu hơn cả chó. Giết Tiểu Vũ không tốt sao? Tức chết ta rồi, thấy không? Sư tôn, ta thật sự phải cảm ơn ngươi thật tốt. Nếu không nhờ có ngươi, ta sớm đã chết ở trong tay Trần Bì rồi. Nếu không nhờ có ngươi, ta hôm nay cũng không thể có thành công được. Cho nên tất cả những thứ này đều là ngươi làm. Trần Bì thiên phú rất mạnh, mạnh đến mức ta cũng hoài nghi hắn mới là cái gọi là thiên mệnh chi tử kia. May mắn ta có các ngươi, là các ngươi để hắn triệt để tuyệt vọng.
là các người đánh nát đi ý nghĩ cứu vớt thương sinh của hắn. Cũng chính là các ngươi vì ta đổi lấy một chút hy vọng sống. Ta lúc đầu không có ý định giết các ngươi, chỉ tiếc ta còn cách một bước nữa là có thể thôn vệ thiên đạo. Đây chính là trăm triệu sinh linh, ngươi sao có thể hạ thủ được? Ngươi đừng có trách ta, kỳ thật ngươi ta là cùng một loại người. Trần Bì đối đãi các ngươi không tệ, mấy lần cứu các ngươi ở trong cơn nguy khốn, vì thiên hạ cam nguyện cùng chúng sinh làm địch. Nhưng kết quả thì sao? Bị ngươi tự tay đâm xuyên qua trái tim, để hắn trong tuyệt vọng mà chết đi. Bây giờ ta chỉ là đem thủ đoạn của các ngươi dùng trên người của hắn, trả lại trên người của các ngươi mà thôi. Hóa ra từ trước tới nay Trần Bì không phải là phản đồ, nhưng mình lại cảm thấy Trần Bì là người không từ thủ đoạn để truy cầu thực lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, kiếm của hắn cho tới bây giờ đều sẽ vì người bên cạnh mà xuất ra. Tịch Nguyệt ánh mắt dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy bản thân chìm vào một đầm lầy, càng dãy dụa hãm càng sâu. Nghĩ đến ánh mắt bình tĩnh trước khi chết của Trần Bì, Tịch Nguyệt cười khổ từ bỏ dãy dụa, cũng là thời khắc hấp hối, dường như lại trở về lúc gió xuân trước tháng tư. Hoa đào bay múa, thiếu niên tay cầm kiếm cùng gió làm bạn tràng cảnh. Trần Bì, kiếp này sư tôn thật có lỗi với ngươi. Nếu có kiếp sau, sư tôn nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Sư tôn, ngươi làm sao thế? Tiểu Vũ, ta tất giết ngươi. Tịch Nguyệt, ngươi nổi điên cái gì? Chu Tiên kiếm là để giết địch. Tiểu Vũ là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Sư tôn, là ngươi dẫn ta đi trên con đường tu luyện, là ngươi để cho ta từ một phàm nhân phát triển cho đến ngày hôm nay. Nếu như không có ngươi, hiện tại cũng không có ta. Không, tiểu sư đệ. Ở kiếp trước là ta có lỗi với ngươi, ở kiếp này để ta đến thay ngươi. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Đệt mợ, túc chủ ta bảo vệ mà ngươi cũng dám hủy diệt. Ngươi là hệ thống vạn giới vô địch đại tướng quân. Không, đại tướng quân ngươi nghe ta giảo biện. Đại tướng quân cầu xin ngài, hãy xem ta vì hệ thống thế giới mà chảy máu tha ta một mạng. Nếu không phải xem ở ngày xưa mà nói, ngươi đã sớm hôi phi yên diệt. Cút ngay cho ta. Vâng. Lão cha, chúng ta về nhà đi. Cái ích lợi này căn bản cũng không đủ cho ta cùng muội muội tu luyện. Thanh Nhi, nương, lâu rồi không gặp người lại đẹp hơn rồi. Con lại nói ngọt rồi. Đi thôi. Dưới này linh khí quá mỏng manh. Chúng ta đi nơi khác kiếm gạo đi.